Với những chiến công vang dội cho nhà Thục Hán, Khổng Minh đã lưu danh núi sông với sự yêu quý hơn người, và cả những đối thủ của ông cũng phải kính cẩn nghiêng mình. Cho tới tận ngày nay, khi nhắc đến tên ông, vẫn còn nhiều điều chưa được sáng tỏ. Ngay cả phần mộ của ông cũng là điều bí ẩn. Mời các bạn cùng theo dõi Bí mật mộ Khổng Minh, phần 1. Bí mật mộ Khổng Minh, hồi 1. Từ Mã Viện, cháu nội từ Mã Ý, người bị Khổng Minh chê là đàn bà tặng cho Trương Yếm, được cha là Từ Mã Chiêu chuyển ngôi cho làm vua, thì cất quân đi đánh Ba Thục với lý do con của Lưu Bị cho Khương Duy, người làm thay Khổng Minh ra Can Lượng làm quân sứ, đem quân đi đánh nước Ngụy. Trước đó có hai dư luận về Khổng Minh, một cho là Khổng Minh chán chuyện thế sự, vì biết nhiều thiên cơ nhưng không đảo ngược được thiên cơ, thành ra lên núi tu tiên. Hai cho là Khổng Minh đã chết chôn trên đỉnh Quân Sơn. Nước Ba Thục không có tướng tài, quân lại yếu kém, quân sư không nhiều mưu mô, thành ra bị Từ Mã Viên thôn tính. Từ Mã Viên làm vua cả Ngụy lẫn Ba Thục, lấy hiệu là Tân Võ Đế, đóng đô ở Lạc Dương. Từ Mã Viên cũng như Tào Tháo là người ưa các khoa học huyền bí như bói toán và khoa phong thủy. Bên cạnh vua luôn có những bốc sư như Hoa Hy, Gia Sủng. Hy và Sủng là cháu chắt của Hoa Hâm và Gia Hổ. Bữa nọ Tân Võ Đế nằm mơ thấy điều lạ, thức dậy bắt ngự sử ghi chép lại điểm mộng. Sáng ra được các bốc sư đoán điển giải mộng, nhưng cả Hoa Hy lẫn Gia Sủng đều nói điểm mộng này quá kỳ bí, phải tìm thần bốc Quản Bật mới đoán nổi. Quản Bật là cháu ba đời quản lộ thần bốc của Tào Tháo. Tân Võ Đế cho người lên núi triệu Quản Bật xuống. Được lệnh vua, triệu Quản Bật vội vã xuống núi. Thấy Quản Bật là người tiên phong, đạo cốt chán cao mắt sáng, đưa bộ khoan thai từ tốn, Tân Võ Đế rất ưng ý. Quản Bật giải thích cho Tân Võ Đế biết chiêm bao của vua có liên quan tới sự nghiệp lâu dài của Tân Võ Đế. Nhưng vì là điểm kỳ bí nên Quản Bật nói rằng phải ra cả Lượng Khổng Minh hoặc Bàng Thông mới có đủ học vấn để giải thích được cặn kẽ điểm mộng này. Tân Võ Đế nghe Quản Bật nói thì ngạc nhiên hỏi rằng cả Khổng Minh lẫn Bàng Thông đã chết 200 năm rồi, tìm đâu ra nữa? Bộ họ có thuật trường sinh bất tử sao mà tìm được? Quản Bật đam lại với Tân Võ Đế là ông ta mới gặp Khổng Minh gần đây trong một trường hợp hy hữu. Theo Quản Bật thì mới đây Quản Bật đi Giang Nam, khi qua một khu rừng thì trời vừa tối, Bật liền trèo lên một cây cổ thụ để tránh thú rừng và ngủ qua đêm. Đương ngồi trong đêm tối đen như mực, chợt Quản Bật thấy một đốm lửa chập chờn trước mắt. Đốm lửa càng ngày càng tiến gần phía Bật. Đồng thời với sự xuất hiện của đốm lửa chập chờn là một điệu nhạc vừa du dương vừa hùng tráng vọng lại. Đột nhiên ngọn lửa tắt ngấm và điệu nhạc cũng bật luôn, làm cho Quản Bật phân vân không biết tại sao có hiện tượng lạ này. Bật cho là ma quỷ muốn ghẹo mình, nhưng chỉ một giây sau đốm lửa lại xuất hiện và cùng với hai chấm xanh lẻ tiến lại gần Quản Bật hơn và ngừng ngay dưới gốc cây nơi Bật đang ngồi trên cành. Bật định thần nhìn kỹ, dưới gốc cây thấy một con cọp khá lớn đang nằm phủ phục, hai chân trước cào đất dưới gốc cây. Khi quái hơn đuôi con cọp có một ngọn đèn và hai chấm xanh là hai con mắt cọp. Con cọp nằm phủ phục cào đất, mặt nhìn bên ngọn cây. Đôi mắt cọp thật hiền từ như muốn nói với Bật điều gì. Thình lình con cọp trườn mình và nằm sát đất như muốn mời mọc, Bật leo lên lưng. Bật còn đang phân vân trước hiện tượng này thì chân trước cọp bỗng cào thành chữ triệu, có nghĩa là mở. Nhìn chữ triệu, Bật bấm một quẻ độn, thấy quẻ tốt liệt xuống đất leo lên lưng cọp. Bật lên lưng cọp rồi thì cọp quất đuôi khoan thai bước đi. Ban đầu cọp đi từ từ nhưng sau được trơn phóng nhanh, làm Bật ngồi trên lưng phải ôm lấy cổ cọp khi nghe gió vi vu bên tai. Con cọp này là đệ tử của một đạo nhân, nó không nói được nhưng dùng chân viết được chữ và biết nghe tiếng người.
Tần Võ Đế nghe Quản Bật kể đến đây thì hỏi có phải Cọp là đệ tử của Khổng Minh Gia Cát Lượng không? Bật cho biết Cọp là đệ tử của Thủy Kinh Đạo Nhân, bạn cùng tu với Khổng Minh. Thủy Kinh đã tiết lộ với Quản Bật nhiều điều về Tần Võ Đế, nhưng còn lờ mờ lắm. Thủy Kinh nói chỉ có Khổng Minh mới biết được thiên cơ bí hiểm trước và sau 2000 năm. Hiện Khổng Minh còn cuốn Thánh Thư Cẩm Nang trên núi Định Quân. Quyển sách này có ghi tất cả bí mật thiên cơ trước và sau 2000 năm. Tần Võ Đế nghe đến đây thì quyết định cùng với một số triều thần và quân lính đi với Quản Bật lên núi Định Xuân lấy Thánh Thư Cẩm Nang và tìm tung tích Khổng Minh. Vì theo Tần Võ Đế thì Khổng Minh còn là kẻ đáng sợ đối với nhà Ngụy. Tần Võ Đế phán thêm rằng phải diệt bằng được Khổng Minh với bất cứ giá nào mới có thể yên vị trên ngôi vua, không còn sợ Khổng Minh báo oán nữa. Quản Bật tán thành ý kiến của Tần Võ Đế và cho biết thêm Thảo Kinh Đạo Nhân đã nói với Quản Bật rằng ngôi mộ trên núi Định Quân chỉ là ngôi mộ mà Khổng Minh cho xây cất để che mắt thiên hạ, chứ Khổng Minh đã tu tiên thành đạo, sống trường sinh bất tử. Quản Bật muốn hỏi thêm Thủy Kinh về cuốn Thánh Thư Cẩm Nang và Khổng Minh, nhưng Thủy Kinh đã từ chối, không chịu tiết lộ, mà chỉ nói rằng muốn biết thêm thì lên núi Định Xuân sẽ rõ. Trong Thánh Thư Cẩm Nang có ghi những câu sấm truyền nói triều vua nào làm vua được bao nhiêu năm. Thế nào đêm đó Quản Bật ngủ thiếp đi lúc nào không biết, sáng tỉnh dậy thấy mình nằm giữa rừng già hoang vu. Vua Tấn Võ Đế có tật là thích làm gì thì làm lập tức, nên đoàn người đi núi Định Quân phải lên đường liền cùng với Xá Gia. Quản Bật và tất cả các bốc sư bị trưng dụng đi theo luôn. Đạo quân thiên binh vạn mã rầm rầm rộ rộ kéo lên đỉnh núi Định Quân. Khi tới chân núi, đạo quân được chia ra làm hai đội. Một nửa hạ trại đóng dưới chân núi, một nửa mở đường hộ ra lên núi. Núi hoang vu đường xa không có, quân núi phải phá núi chặt cây rừng làm đường hộ ra lên núi. Lên tới ngọn núi, mọi người thấy một cảnh chùa rất đẹp. Trước chùa có ba chữ Bảo Thiên Tử. Thấy nhà vua ngự ra tới, một vị sư già ra nghênh đón và mời mọi người vô chùa tham quan lễ Phật. Vua bước theo nhà sư, mọi người chen chân đi theo. Tướng Đỗ Dự hạ giá đi lên ngang nhà sư, vô ý chạm vào hông nhà sư. Nhà sư quay lại nhìn Đỗ Dự với đôi mặt lòng lanh sáng, rồi rút dao giấu trong áo cà sa ra, xẻo một miếng thịt lớn nơi Đỗ Dự vừa đụng vào và vứt đi. Mọi người thấy hành động quái đản của nhà sư thì lo sợ, vội vã rút võ khí ra vây quanh lấy nhà sư và vua. Nhưng nhà sư không hành động gì tiếp theo, mà lại cất ra vào cà sa, ung dung bước tiếp như không có chuyện gì xảy ra cả. Tới sân chùa, Đỗ Dự hạ lệnh cho quân lính hạ trại, còn ông và nhà vua cùng đoàn tùy tùng vô chùa. Tới Tam Bảo, nhà sư mời nhà vua ngồi trên cái sập gụ, còn ông thì ngồi phẹt xuống đất theo kiểu kiết già đối diện với nhà vua. Tần Võ Đế rất đây làm khó chịu về cách thức ngồi của nhà sư, muốn nhà sư ngồi trên một sập khác để nhà vua hỏi chuyện, nhưng nhà sư từ chối chiều theo ý vua. Nhà vua đành phải chiều theo ý nhà sư và hỏi danh tánh nhà sư. Nhà sư cho biết pháp danh ông là Kiết Đan, ông tu hành đã trên 80 năm ở đây. Theo lời Kiết Đan hòa thượng thì chùa này có từ đời nhà Tùy, đã có lúc bị quân Dợ tràn qua Vạn Lý Trường Thành nổi lửa đốt chùa. Ngọn lửa được mồi bằng chất dẫn hỏa cháy đùng đùng, nhưng hình như ngôi chùa được Đức Phật gia hộ chỉ bị cháy sơ sơ hành lang chứ không thiệt hại gì. Nhưng bao nhiêu sư sãi bị bắt đi hết, thành ra chùa bị bỏ hoang. Mãi sau này sư tổ thầy Khiết Đan đến trụ trì sửa sang lại. Lúc sư tổ qua đời, chùa cũng chưa sửa sang được bao nhiêu, phải 2 năm sau bần tăng mới trùng tu được như ngày nay. Thấy vua Tần Võ Đế có vẻ nghi ngờ, nhà sư nói tiếp: tất cả trụ đá và đá lợp mái chùa đều do sư tổ và bần tăng tự làm lấy cả, vì chốn ma thiêng nữ độc này chẳng kiếm ra ai làm công quả.
Nhờ ơn Phật độ, bần tăng có thể xách được một cây cỡ 4 người ôm lên khỏi mặt đất. Còn đá nặng ngàn cân mỗi ngày bần tăng có thể đem từ dưới núi lên chùa cả 100 cục. Tuần Bồ Đề nhìn vị sư già trên 100 tuổi từ đầu đến chân bằng con mắt hoài nghi. Bần tăng biết bệ hạ không tin, nhưng có dịp bần tăng sẽ chứng minh cho bệ hạ thấy rõ bần tăng không nói dối. Bây giờ xin mời bệ hạ ngự trai. Nhà sư nói dứt lời vươn vai đứng dậy bỏ đi. Nhà vua ra lều vải ăn uống. Trong khi nhà vua đang dùng bữa thì quản bật tới tâu với nhà vua. Muốn tâu bệ hạ, có chuyện lạ lắm, xin mời bệ hạ ngự ra tới coi. Nhà vua theo quản bật đi ngay. Một lát sau, hai người sững sờ trước cảnh lạ lùng. Nhà sư già và chú tiểu trẻ tuổi đang đứng cạnh pho tượng Phật tổ cao gấp 4 người thường bằng đá hoa cương. Pho tượng ngồi lên tòa sen gần đúng nóc chùa. Vị sư già kê vai vào pho tượng hất nhẹ như hất một cục gòn. Ba chú tiểu cầm đòn kê kê dưới tòa sen cho pho tượng nghiêng. Ba nhà sư già qua bên kia hất nhẹ cho pho tượng bồng lên một chút, rồi chú tiểu kê đòn. Tưởng rằng nhà sư chỉ làm vậy, nào ngờ nhà sư ôm pho tượng nâng lên mang ra chỗ khác. Tấn Bồ Đề hết lời khen nhà sư với quản bật. Quản bật nói nhỏ với Tấn Bồ Đề: nhà sư này tu Phật nhưng lại dùng phép của đạo gia, kiêng không ăn thịt cá, cự sắc dục và tỉnh cực, luyện phép có thể phồng người lên to lớn rồi xẹp người xuống để tập trung nội lực. Tần Bồ Đề và quản bật ngỏ lời khen nhà sư. Nhà sư cho biết tháng nào nhà sư cũng di chuyển tượng Phật để quét dọn chùa. Ngày mai lễ trọng, nhà sư phải giúp chú tiểu dọn dẹp chùa cho sạch để cúng Phật. Thấy nhà sư bận rộn, Tần Bồ Đề và quản bật quan sát nơi thờ phượng. Cả hai chợt để ý tới cây mõ hình cao chép bằng đá và cái khánh cúng bằng đá rất lớn nhưng lại đầy rêu. Tần Bồ Đề hỏi nhà sư tại sao trong chùa vật gì bằng đá cũng đều lau chùi sáng bóng mà khánh và mõ lại để rêu phong, thật khó hiểu. Nhà sư cho biết cả 200 năm nay cả khánh và mõ đều không ai dám đụng đến cả, vì đó là những vật huyền bí, đụng tới là có chuyện liền. Bần tăng chỉ được tổ sư cho biết là ngài đã đụng đến khánh và mõ một lần ấy, cả vùng núi Định Quân rung chuyển như sắp sửa động đất vậy. Theo sư tổ thì mõ và khánh này đã được Khổng Minh Gia Cát Lượng khắc dòng chữ dặn dò là không ai được đụng tới, vì đụng tới tai họa sẽ khôn lường. Vậy là mõ khánh của Gia Cát Lượng Khổng Minh Trắng, điều đó bần tăng không rõ. Chỉ biết trước sư tổ bần tăng thì chùa này có lúc là nơi Khổng Minh Gia Cát Lượng tu hành. Theo sư tổ bần tăng thì dòng chữ dặn đừng đụng tới mõ và khánh. Khổng Minh Gia Cát Lượng còn để tiểu sử về mõ và khánh ở trong ruột mõ. Nhưng có ai dám sờ vào đầu mõ đâu mà lấy bản tiểu sử viết trên một cục đá để trong ruột mõ ra. Thôi, chuyện khánh và mõ chúng ta không cần bàn. Chậm muốn khánh dẫn chấm và quản bạ tới thăm lăng Khổng Minh ý khánh sao? Bần tăng không biết có phải là lăng của Khổng Minh hay không, chỉ biết lăng có 8 cửa đều bị bịt kín. Nghe sư tổ nói muốn vào phải biết cách điều khiển các cơ quan mở mà chẳng ai biết. Cùng theo sư tổ thì lăng này ngày có lẽ Triết Công là người sáng lập ra Bảo Thiên Tự. Theo lời sư tổ thì trước khi Triết Công hóa, ngài có nói chúng đệ tử rằng ngài đã 106 tuổi, ngài cải hóa. Ngài xây một lăng cao 1 trượng và vuông 7 thước, rồi ngài ngồi trong ấy. Ngài dặn rằng sau 18 ngày chúng đệ tử mở cửa lăng bước vào. Lạ thay, trước kia trong lăng tối om, nay sáng loa những hào quang và sực nức mùi hương trầm thơm ngát. Trên bệ đá, Triết Công ngồi kiết già như một pho tượng đá. Đầu Triết Công hơi cúi xuống, hai bàn tay lật ngửa để lên nhau. Chúng đệ tử mừng rỡ quỳ xuống trước Triết Công. Lúc này Triết Công chỉ còn là một cái xác không hồn, toàn thân cứng lại như đá, nhưng gương mặt thì vẫn tươi sáng hồng hào. Thì ra Triết Công đã dùng lửa tam muội trong lòng đốt cháy hết nhục thể. Triết Công bây giờ cứng còn hơn đá và chơi với thời gian.
Có thể Khổng Minh lợi dụng mộ chiết công để xây lăng Khổng Minh, đó là bí mật Trẫm thấy cần phải khám phá. Muôn tội bệ hạ, việc lật mộ tiền nhân là điều bất thường. Tần Thủy Hoàng đào mộ thái tử gia nước Triệu thì chỉ 2 tháng sau Tần Thủy Hoàng chết ở Sa Châu, Vương Mãn đập quan tài Hàn Minh Đế, lấy giáo đâm lòi mắt Hàn Minh Đế, và 15 năm sau Vương Mãn bị Lưu Tú giết và làm y như Mãn đã làm với Hàn Minh Đế. Hạng Võ đào mà Tần Thủy Hoàng lấy sọ tán nhỏ thì mấy năm sau Hạng Võ tự cắt đầu mình tại bên sông Ô. Làm việc ác phải trả ác thôi. Xin bệ hạ nghĩ lại cho thần sợ lắm. Mặc dù Khiết Đan Hòa Thượng đã nói hết lời, nhưng Tần Võ Đế vẫn muộn mực là phải khám phá những bí mật trong mộ Khổng Minh Gia Cát Lượng. Trẫm không đào mộ vì hờn oán gì Khổng Minh, mà cốt tìm dấu vết người xưa mà trẫm ngưỡng mộ. Trẫm muốn tìm cuốn Thánh Thư Cẩm Nang để học cách trị quốc bình thiên hạ của Khổng Minh. Bệ hạ đào mộ không phải báo hận, nhưng bần tăng thấy... Bỗng Khiết Đan ngập ngừng không nói nữa, làm cho Tần Võ Đế ngạc nhiên. Khanh thấy sao? Khiết Đan vẫn cầm nín, nhưng mắt thì sáng vô cùng, làm cho quản bật cũng không dám ngó Khiết Đan, mà cúi đầu nhìn xuống đất. Bỗng tiếng Khiết Đan vang lên. Bần tăng thấy chuyện mạo hiểm của bệ hạ không thành đâu, vì mặt bệ hạ có ám khí ma quỷ theo quấy phá đó. Tần Võ Đế cho rằng lời của Khiết Đan chỉ là lời bịa đặt, nên quay hỏi quản bật. Ý khanh thế nào? Bệ hạ đã quyết thì cứ làm. Trẫm đã quyết, vậy khanh theo trẫm chứ? Thôi, ta đến lăng Khổng Minh. Nói dứt lời, Tần Võ Đế cùng với quản bật và quân quan ra cổng chùa lên kiệu ra đi. Khiết Đan tần ngần một chút rồi cũng bước theo. Quản bật thấy Khiết Đan như vậy thì bèn năn nỉ. Xin cao tăng dẫn đường giúp vua tôi chúng tôi đến Định Xuân. Khiết Đan không nói gì, nhưng xăm xăm bước đi về hướng nam. Đoàn người vượt nhiều đèo suối tới một con đường mòn ruột dê, rồi qua một rừng thông. Ở đó có một tòa lăng tẩm đồ sộ nơi sườn núi. Lăng cao một trượng, hình bát giác, nền lăng xây bằng đá tảng cao cả thước. Mỗi mặt lăng đều có bậc đi lên một ngách cửa, tất cả các cửa đều bị bịt kín. Phái đoàn đều quan sát 8 mặt lăng, nhưng không sao tìm được lối vào. Chung quanh lăng không có hoành phi câu đối, bia đá chữ nghĩa gì cả. Tần Võ Đế và đoàn tùy tùng lúng túng trước tòa lăng không lối vào. Bỗng chú ý tới 8 cái bè cạn ở 8 mặt lăng xây bằng đá. Không bè nào có nước mà chỉ có rêu xanh phủ kín. Nhìn vô thấy lạnh gáy. Tần Võ Đế ra lệnh cho quản bật và đoàn phải quan sát thật kỹ xem xung quanh lăng có kẽ hở nào không, nhưng tuyệt nhiên tìm không ra. Không những chỉ các quan hộ giá mà cả quản bật, Gia Sùng, Hoan Hy, Đỗ Dự mà cả Khiết Đan cũng đều đi vòng quanh lăng tìm hiểu, nhưng tất cả đều lắc đầu thất vọng. Tần Võ Đế than thở: chả lẽ đã đến đây mà ta đành bó tay sao? Chậm thấy ta phải hành động. Tần Võ Đế ra lệnh cho quân lính lấy gươm dao ra cạo hết rêu trên vách đá và dưới ao xem có gì lạ không. Đồng thời một đám cận vệ được lệnh đem thang tới leo trên vách lăng cạo rêu luôn. Phải nhận rằng quân lính của Tần Võ Đế làm việc rất hăng hái. Chỉ một lát, tòa lăng được dọn hết rêu trở nên bóng loáng, nhưng mọi người đều báo cáo là chẳng kiếm được gì lạ hết. Quan bật nhìn những cái bè cạn trước cửa lăng liền đưa ý kiến: xin bệ hạ cho lệnh di chuyển hết mấy cái bè cạn này đi, biết đâu dưới đó chẳng có cửa vô hàng. Tần Võ Đế chấp nhận lời tâu của quản bật, cho lệnh lấy đồ xeo nạy 8 cái bè cạn lên. Nhưng quân lính tìm đủ cách cũng không sao xoay nạy 8 cái bè cạn ra được.
Trước sự bất lực của binh lính, quan bật tâu thêm: "Muốn tâu, chắc chắn những cây bè này được xây có dụng ý, vì bè xa mái lăng đâu có hứng được nước mưa. Đít bè lại dính liền với mặt lăng thành một khối, phải có ý đồ gì đó. Bây giờ hãy quan sát dưới lòng bè rồi hãy tính. Nếu này không ra, chậm sẽ cho địa lôi phá, chắc chắn sẽ tìm ra bí mật." "Có sự lạ rồi, xin thượng quan coi hàng chữ này." Một tên lính bỗng reo lên. Quan bật nhảy vào bè cạn, đọc thấy hàng chữ: "Bao giờ cá lội tung tăng thì người sẽ được vào lăng dễ dàng." Nghe quan bật đọc hàng chữ, Tần Vơ Đế liền cho quân lính đổ nước vào bè cạn và đem 100 con cá thả vô. Ban đầu cá lội tung tăng có vẻ khoái chí lắm, nhưng một hồi cá ngửa bụng nổi lèo bèo trên mặt nước, chứng tỏ nước nhiễm độc và cá chết hết. Tần Võ Đế hạ lệnh vớt hết cá chết thay nước thả cá mới vào bè, nhưng cá vẫn chết. Quan bật tức giận hạ lệnh tát cạn bè và quan bật thân chinh vào bè lau khô để cạo hết rêu trên bè, rồi bỗng reo lên: "Muôn tàu bệ hạ đã tìm ra điều bí mật." Tần Võ Đế nghe quản bật reo lên liền nhảy xuống bè nhìn vào chỗ quản bật chỉ, nhưng nào thấy gì ngoài những vân đá. "Khánh nói cái gì?" "Muôn tàu bệ hạ, bí mật trong những vân đá này." Bệ hạ nhìn kỹ vân đá vòng tròn chỗ nóc và chính giữa vòng tròn xoáy sâu xuống. "Như vậy cũng chỉ là vân đá thôi, chứ có gì lạ. Nhưng muôn tàu rất có thể là nút điều khiển mở cửa lăng ở đây." "Vậy thì khanh mở nút đi, thần sợ lành ít dữ nhiều. Đã đến đây thì không còn cách nào khác. Xin bệ hạ cho thần hành động." Quan bật lấy một cái côn sắt và tông vô trung tâm vân đá. Mới tông vô hai cái thì nghe đến bục, một lỗ hổng bằng miệng chén lộ ra. Quản bật lấy côn thọc sâu vô, không thấy vướng víu gì cả. Nhưng cái lỗ nhỏ thế này làm sao con người bôi lọt. Đang thất vọng, bỗng quản bật nhớ lại hai câu thơ: "Bao giờ cá lội tung tăng thì người sẽ được vào lăng dễ dàng." "Muôn tàu, xin cho đổ nước vào bè nữa, sẽ tìm được lời giải cho bài toán." Một đạo quân được lập ra chỉ chuyên môn chuyển nước từ dưới chân núi lên, một đạo quân khác lo đi mua cá về thả. Một lượng nước rất lớn được đổ vào hồ với cá thả vô. Hồ bị đục thủng nên nước đổ vô bao nhiêu cũng cạn. Nhưng bỗng nhiên từ đáy hồ có tiếng đàn nổi lên, tiếng đàn như làm cho tất cả mọi người như ngây như ngất. Quan bật bỗng xoa tay tỏ vẻ thỏa mãn: "Muôn tàu, đây đúng là điệu bằng phi vũ tuyết của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Ngoài Gia Cát Lượng không ai tấu được bản nhạc này tuyệt vời như vậy." Tần Võ Đế ra lệnh cho quân lính ngưng đổ nước thả cá để nghe nhạc. Nhưng ngưng đổ nước thì tiếng nhạc cũng im luôn. Nước trong bè cạn thì cá chẳng còn con nào cả. Quan bận nhìn xuống đáy bè và nói: "Hồi thần ở trên núi học đạo với Vân Trung chân nhân, có bữa sư phụ đánh cho thần nghe bản bằng phi vũ tuyết, nhưng chỉ tấu được nửa bản thì nói rằng bản này của Khổng Minh khó tấu lắm, chỉ Khổng Minh mới tấu được đủ nguyên bản. Theo Vân Trung chân nhân thì muốn tấu được bản này phải có một tâm thần thật an tịnh, không thì dễ bị hôn mê lắm. Khổng Minh là người duy nhất trên dương thế chơi được chọn bản bằng phi vũ tuyết của Thái Ất Lão Tổ, vì bản này chính là thứ khí giới của Khổng Minh để Khổng Minh thoát hiểm. Khổng Minh đã dùng bản này để thoát hiểm khi bị Tư Mã Ý vây khốn ở Tân Thành, khi bắt Mạnh Hoạch và khi cầu Đông Phong cho trận Sinh Bích." "Chắc bộc sư có học bản này?" "Thần thuộc lầu nhưng không tấu được, vì cứ tấu lên được một đoạn thì tâm thần rối loạn liền, không làm sao đợn tiếp được nữa. Muốn chơi được bản này phải có một tâm hồn an tịnh. Hôm nay thật là có duyên lắm mới được nghe. Thần xin thú thật với Thánh Thượng, nghe xong bản bằng phi vũ tuyết
thần có chết cũng thỏa, chắc chắn Khổng Minh ở đâu đây rồi. Như vậy thì phải truy tìm cho bằng được Khổng Minh. Nói dứt lời, Tấn Võ Đế chờ lệnh binh sĩ đi lục lọi tìm tòi quanh lăng. Quân lính đổ đi nhiều một hồi, về báo có khám phá về một nhà mộ gần nhà có hai xác chết. Nghe quân lính báo cáo, Hoa Hy liền tâu với Tấn Võ Đế: "Muốn tâu bệ hạ, theo ngụ ý của thần thì mình không cần biết ai đánh đàn, mà chỉ cần biết khi đổ nước và thả ca vô bè là tiếng đàn điệu bằng phi vũ tuyết nổi lên, nhất định tiếng đàn từ dưới đáy bè đã phát ra. Xin bệ hạ cho đổ nước và thả cá vô bể sẽ thấy lời thần nói đúng hay sai." Tấn Võ Đế nghe lời Hoa Hy cho đổ nước và thả cá, tiếp tục vô bể cạn. Quá rõ ràng, có cá và nước đổ vô là tiếng đàn bàn bằng phi vũ tuyết lại nổi lên. Quản bật nghe tiếng nhạc thì gõ tay vô thành bể và ca theo. Mọi người nghe tiếng đàn một cách say mê. Bỗng ầm một tiếng nổ như sấm vang, cả tòa lăng như rung chuyển. Mọi người có cảm giác sụp đổ dưới đất và tiếng đàn cũng bật luôn. Quân lính đổ nước xuống bè cạn kinh ngạc vì đáy bè không còn nữa. "Buồn tàu, bè không còn đáy nữa rồi." Quan bật ngưng hát và nét mặt ngơ ngác, trong khi Tấn Võ Đế và đám tùy tùng trố mắt nhìn xuống đáy bè. "Trời đã giúp ta rồi, cửa mộ đã mở, ta có thể vào lăng, nhưng còn nhiều điều kỳ bí còn chờ ta đó." Gia Sùng nghe vua phán thì tâu: "Muốn tâu bệ hạ, theo thần nghĩ đường xuống lăng chắc không còn bao nhiêu nguy hiểm. Cửa chúng ta đã mở được thì cứ vô thôi, nhưng dù sao thì cần tắc vô ấy nấy. Các hành thử đoán xem đáy hồ và cả nước đi đâu." Quan bật bóp chán một lát rồi chậm rãi tâu: "Buồn tâu, chính nước và cá đã làm cho cơ quan tự động của lăng phát ra tiếng đàn và tiếng nổ đem đáy hồ và cá nước đi. Xuống dưới lăng thì vấn đề sẽ sáng tỏ liền." Thành suy nghĩ chín chắn lắm. Phải nhận rằng người thiết kế cơ quan ở đây là một người có bộ óc phi phàm, giỏi thật. Vậy các hành hãy suy nghĩ đi, rồi cho chấm một kế hoạch xuống hang an toàn nhất. Gia Sủng lấy một sợi dây dài cột cục đá vô đầu dây và ném xuống đáy bể nước. Cục đá rơi xuống tới đáy bể nước, Gia Sủng rút lên đo thấy đáy bể sâu trên 10 thước. Biết chiều sâu của Gia Sủng, bàn với quản bật việc làm thang, sửa soạn đèn đua và khí giới để xuống đáy bể thám hiểm. Trời đã ngả hoàng hôn, mây xám kéo về từng đám, sương mù bắt đầu rơi, hơi đất bốc lên nghi ngút. Quan bật bàn với vua là vua nên trở về chùa Bảo Thiên An nghỉ qua đêm, để Đỗ Dự và Gia Sùng cùng một số quân lính ở lại canh gác khu vực, rồi sáng mai vua sẽ ngự tới bắt đầu cuộc thám hiểm. Tần Võ Đế nghe lời quan bật về Bảo Thiên tự nghỉ. Trời khuya giá lạnh, Gia Sùng và Đỗ Dự ngồi uống trà cho ấm và bàn kế hoạch hành quân vô lăng sáng mai. Hai người đã kiểm điểm lại thang, đuốc nhựa, cây thì bỗng thấy một bóng đen lững lững vô lẻo. "Hai ngài thức khuya quá vậy." Gia Sùng và Đỗ Dự ngẩng đầu lên nhận ra là Khiết Đan thì sừng sốt: "Khuya rồi sao hòa thượng không tới chùa nghỉ ngơi cho khỏe, ra đây làm gì cho lạnh lẽo?" "Bần tăng đã đi ngủ rồi, nhưng nghĩ đến số phận các ngài nên phải ra đây. Xin các ngài lưu ý, vùng lăng này nhiều ma quái lắm, các ngài hãy coi chừng." "Bạch sư phụ, tiếng đàn hồi sáng là tiếng đàn ma, cái đó bần tăng không rõ, chỉ xin lưu ý các ngài, dân vùng này ai đến đây ban đêm phần nhiều mất tích. Có người thoát được thuật lại rằng quanh lăng những đêm trăng thường có những bóng trắng đùa giỡn dưới trăng rồi hú lên những tiếng ghê rợn." Nói dứt lời, Khiết Đan bỏ đi, nhưng bước ra cửa lều, ông đụng quản bật đi vô. "Kìa bốc sư, kẻ hèn này đang nghe hết chuyện sư phụ kể về lăng, xin sư phụ đừng tâu chuyện này với hoàng thượng, để ngài phân chấn cho cuộc thám hiểm mộ của Khổng Minh."
Khiết Đan miệng định nói thì Ngự Lâm Quân đã gieo hò báo tin vua đã ngự ra tới rồi. Các hành trò tiến hành ngay cuộc thám hiểm, chậm không ngủ được vì đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới chuyện xuống lăng thám hiểm. Làm liền đi. Một số thang liền được mang tới, ai xung phong đến trước sẽ có thưởng. Người chỉ huy đội Ngự Lâm xung phong và một toán cấm vệ cũng xin đi theo. Tân Võ Đế đồng ý cho những người tình nguyện leo thang xuống lăng. Mỗi người tình nguyện leo thang xuống lăng đều mang theo khí giới, đuốc nhựa cây, mồi lửa và lưng cột dây nhợ để có biến giật trò trên biến. Đoàn người thám hiểm ra đi với khí thế bừng bừng, gươm giáo sáng loà, đuốc cháy rực trên tay. Ở trên nhìn xuống dưới đáy bể, thấy ánh đuốc sáng rực đáy bể rồi phân tán đi. Chừng 5 phút, những bó đuốc này tập trung trở lại và tiếng nói vang lên. Muôn tàu, dưới đây có nhiều chuyện lạ, kính mời bệ hạ và cơ quan xuống coi. Nhưng người chỉ huy Lâm Quân vừa nói dứt lời thì quang bó đuốc ngất xỉu và những tên còn lại rối rít giật dây và tranh nhau leo thang trở lên mặt đất. Tần Võ Đế rối rít hỏi: chuyện gì vậy, báo cáo mau. Dạ quan, vừa đụng vào cửa của lăng đi ra thì chết luôn rồi ạ. Sát viên chỉ huy Ngự Lâm được kéo lên, mọi người thấy hai bàn tay viên này máu tụ lại đen thui, miệng trào máu, mắt mở trợn trừng, trông thật ghê khiếp. Nhìn sang viên chỉ huy Ngự Lâm Quân, mọi người đều xanh mặt. Tấn Võ Đế hỏi viên chỉ huy phó Ngự Lâm Quân đi theo đoàn tham hiệp: người thấy gì dưới đó? Vì sao viên chỉ huy của ngươi chết bất đắc kỳ tử như thế này? Buồn tàu, dưới đó là một gian hầm rộng, có nhiều phòng, tất cả bằng đá. Quan chỉ huy xô một cửa hầm định vào, nhưng cửa không mở. Ông quay ra, đúng lúc đó thần thấy một bóng cao lớn chập chờn đằng xa. Hạ thần nhìn kỹ thì đấy là một xác người biết đi, hai mặt sầu hắm. Buồn tàu, dưới đó ghê giận lắm. Kiệt Đan nghe viên chỉ huy phó Ngự Lâm Quân kể thì liền nói: bóng đó là bóng ma quỷ đấy, thần đã nói rồi mà. Quan Bật nghe Kiết Đan nói thì lớn tiếng ắt đi: chúng ta là người sống, sức mấy mà sợ ma quỷ. Giáp sĩ đâu? Hãy mang gươm sắc giáo rồi xuống đó đi. Khánh nói đúng, chậm muốn thần trình xuống xem thực tế thế nào. Ai đi với chậm giơ tay lên. Quan Bật giơ tay xung phong liền: hạ thần xin hộ giá. Vậy ta phải khanh lên được. Gia Sùng và Đỗ Dự quê quá cũng xung phong đi theo luôn. Như vậy là bốn mạng người xuống bè. Vua nhìn Khiết Đan, thấy nhà sư đứng yên thì bèn hỏi: sao hòa thượng không đi với chấm? Khiết Đan vòng phải thừa: buồn tàu, bần đạo bốn yêu trong người lại tâm thần bất an, khi thấy hoàng thượng mở cửa địa huyệt này, bần đạo đã can bệ hạ không được nên phải đến đây, nhưng đi xa hơn thì cho bần đạo kiếu. Được, không sao. Ta biết hòa thượng không muốn động tới Khổng Minh, nhưng không sao, ta có việc nhờ hòa thượng. Khi nào sợi dây ngũ sắc còn lưng ta động đậy thì hòa thượng kéo lên cho ta nhé. Ta tin tưởng tất cả nơi hòa thượng đó. Muốn tỏ bệ hạ có thể tin nơi bần tăng. Quan Bật đi đầu rồi tới Gia Sủng, Đỗ Dự xuống theo. Vua Tần Võ Đế xuống quê cục. Quan Bật xuống tới đáy bè là đưa đuốc quan san liền, chẳng thấy bóng ma đâu cả. Quan Bật kêu viên chỉ huy phó Ngự Lâm Quân xuống và hỏi: bóng ma chỗ nào, và cái cửa mà xếp của ngươi đụng tới bóng ma ở chỗ nào? Viên chỉ huy phó Ngự Lâm Quân đưa Quan Bật tới cửa phòng bằng đá và nói: bẩm thượng quan, chỗ này đây ạ. Quan Bật nhìn căn phòng và cái cửa bằng đá, trong lúc Tân Võ Đế định đẩy cửa phòng: xin bệ hạ coi chừng, viên chỉ huy Ngự Lâm Quân đã chết vì đụng tay vô đây. Buồn tàu, có lỗ trên gần nóc tường. Tân Võ Đế nhìn thấy ba lỗ hổng trên gần nóc tường thì hạ lệnh lấy một cái mộc bằng đồng để ông đứng lên cho lính khiêng ông lên cao, hầu nhìn vào buồng cho gió.
Qua ánh đuốc, tần vợ đế nhìn thấy hai cây cột đen bóng và một tấm liếp đan bằng dây nhợ. Tần vợ đế kêu kiện ra sổng lên nhìn với mình: Khánh thấy cái phên dây nhợ này như thế nào? Buồn tàu, một tấm phên dây nhợ cũ thật lạ lùng. Giữa lúc đó tiếng đố dự vang lên: Chưa có đụng vô vách hầm, có người tử vong nữa rồi. Các người bổ ý quá, đã biết vách hầm nguy hiểm sao còn đụng vô? Bấm, có sự biến nữa. Sao một tên lính bị thương quản quải đưa đến? Tên này vừa qua khúc quanh thì đụng xác ướp, sợ quá loạng choạng đụng ngay vách hầm. Xác ướp à, phải bắt ngay nó cho ta. Quan quân rầm rầm đi kiếm xác ướp, trong khi tấn võ đế đứng giữa bốn giáp sĩ gươm tua trần bảo vệ. Bỗng vua tấn võ đế hoa mắt vì ông nhìn thấy xác ướp đang trần vần giữa đám quan quân. Xác ướp mang một khoen sắt ngang bụng và lần giữ đám người xô bồ. Toàn quần xác ướp là một khối vải quấn chằng chịt từ đầu đến chân, chỉ có đầu là không quấn gì. Đầu là sọ người trắng hếu với hai hốc mắt trông rỗng. Xác ướp cử động chậm chạp theo sau đỗ dự. Đỗ dự, Khánh hãy quay lại chém xác ướp cho ta. Mọi người sửng sốt nghe tấn bó đế la. Đỗ dự quay lại chém xác ướp. Keng keng, dao chém vào xác ướp rồi lại, và xác ướp vẫn tiến tới, tiến mãi tới, và đỗ dự lùi lại. Lính ngự lâm quân tiến lên dùng mã tấu chém xả vào xác ướp, nhưng mã tấu cũng dội lại và xác ướp không bị sao cả. Xác ướp cứ lăn xả về phía Đỗ Dự. Lúc này Đỗ Dự lại lấy lại tinh thần, quan ngự lâm quân lùi lại bảo vệ nhà vua. Một mình Đỗ Dự xông về phía xác ướp. Xác ướp trồm tới như muốn ăn tươi nuốt sống Đỗ Dự. Đỗ Dự hoảng hồn né tránh, xác ướp chụp lấy lưỡi đao. Đỗ Dự thấy nguy, buông đao luôn và vọt đi. Trong khi đó, xác ướp đã lấy lưỡi đao và ngã sấp xuống. Xác ướp thua rồi, các khanh lại xem sao. Tấn võ đế hét lên mặt mũi rực rỡ. Hồi hai. Nghe vua truyền lệnh, Đỗ Dự hơi chần chừ, nhưng sau khi ra lệnh cho quân lính vây quanh xác ướp, Đỗ Dự tiến đến bên xác ướp. Nhìn xác ướp bất động, Đỗ Dự tạm thời yên tâm, quỳ một chân xuống, một chân duỗi ra, lấy thế để rút thanh đao, nhưng rút không được. Lật ngửa xác ướp lên cũng không rút đao ra nổi. Quân bay, hãy lấy mã tấu bầm nát xác này cho ta. Quân lính lấy mã tấu bầm xác ướp, chỉ nghe keng keng mà xác ướp vẫn y nguyên. Còn quân lính thì la oai oái vì bị dội lại. Đỗ Dự quát thêm lính đến bàm xác ướp, mã tấu qua lên chém xuống leng keng mà xác ướp vẫn không suy chuyển gì. Bỗng đám lính bàm xác ướp la hoảng vì xác ướp đứng dậy lừng lững bước tới đám lính, vừa la vừa bỏ chạy. Xác ướp rượt theo làm lính ngã bổ ngựa vào bức tường và chân tay quờ quạng ứa máu ra chết lũ lượt. Xác ướp đứng giữa đám lính nằm chết ngổn ngang, bụng vẫn mang lưỡi đao của Đỗ Dự. Đỗ Dự lại bên tần vợ đế nói khẽ: Buồn tâu, thần không hiểu tại sao lưỡi đao của thần lại dính chặt vào bụng xác ướp rút không ra được. Tần vợ đế vừa định mở miệng nói bỗng ú ớ vì xác ướp, bỗng quay ngoắt lại tiến về phía nhà vua. Khánh coi chừng, nó muốn tấn công chậm. Đỗ Dự bình tĩnh nói với tần vợ đế: Bệ hạ yên tâm, chung quanh đức vua còn có bao nhiêu là ngự lâm quân. Tần võ đế nhìn lại thấy mình đang được bao bọc bởi hàng rào lính ngự lâm quân thì yên chí. Đỗ Dự kéo vua đi hướng khác, trong khi đám ngự lâm quân vẫn dàn hàng ngang trước xác ướp, và xác ướp tiến lại đám ngự lâm quân lùi, càng lùi càng sát vách tường. Dừng lại, toàn hàng mau. Đỗ Dự thấy đám lính sắp tới vách tường thì hoàng hồn hô to. Đám lính nghe tiếng hô chạy tứ tán, có hai tên lính quính bị xác ướp xô vào tường lăn ra chết tươi. Tất cả mọi người đều thấy tình thế quá nguy, đều ngược ngang muốn bỏ chạy. Đỗ Dự bèn hô lên: Tất cả đâu đứng đó, đừng đụng tới bức tường, chạy rối loạn chỉ nguy hại thêm.
Quản Bật nghe Đỗ Dự hô thì lên tiếng: chúng ta phải hành động chứ không thể đứng chờ chết được. Một là hạ ngay sáng ướp, hai là từ từ rút lui dự tính. Nghe tới hai chữ rút lui, đám lính ùn ùn kéo đến chân thang. Quản Bật thấy tình thế quá rắc rối, đã tiến lại gần Tần Võ Đế và nói: Quân Tàu, xin bệ hạ cầm lấy gươm của thần để đề phòng biến cố. Tần Võ Đế lắc đầu: thần mộc cứ giữ võ khí theo ý chấm, mình cầm võ khí là quỷ khiêu khích sắc ướp, nó làm tôi cho coi. Quản Bật nghe lời vua quăng gươm đi, lưỡi gươm bay vèo về phía Đỗ Dự, làm cho Đỗ Dự nổi nóng định chạy lại gây với Quản Bật, nhưng lại thôi vì thấy sắc ướp đang áp đảo quân Ngự Lâm Quân. Khiến đám Ngự Lâm Quân chém mỏi tay mà chẳng ăn thua gì, cuối cùng bị sắc ướp dồn vào tường chết lũ lượt. Sau một hồi làm đám Ngự Lâm Quân chết ngổn ngang, sắc ướp đứng im nghênh ngó. Quản Bật thấy tình thế ngày một nghiêm trọng thì bèn tâu với Tần Võ Đế: Muốn tâu, đức của bệ hạ quá lớn nên sắc ướp không làm gì được, vậy xin bệ hạ hãy quyết định bây giờ nên làm gì để mọi người hành động. Tần Võ Đế chưa kịp lên tiếng thì Đỗ Dự đã oang oang hạ lệnh: cung thủ hãy lấy tên lửa ra sửa soạn bắn vào sắc ướp, nhớ đừng bắn vào bụng nhé. Đỗ Dự, người đã suy nghĩ kỹ chưa mà hành động vậy? Thần thấy tên lửa có thể hạ được sắc ướp, xin thánh thượng cho hành động. Có trả kết quả không? Xin bệ hạ hãy tin thần đi, sắc ướp thuộc về âm, lửa thuộc về dương, chắc chắn dương sẽ khắc âm. Những mũi tên lửa được bắn ra tới tấp vào sắc ướp, những mũi tên lửa bay ào ào về phía sắc ướp, nhưng không mũi tên nào ghim được trên sắc ướp. Tuy nhiên sắc ướp cũng chẳng tỏ vẻ gì chống lại những mũi tên lửa đó, đứng im bất động như pho tượng đá. Tên lửa rất là tả dưới chân sắc ướp tạo thành một đống lửa, ban đầu ngọn lửa tới bụng, sau tới ngực. Sắc ướp vẫn đứng im lềm trong bóng lửa, rồi nó cũng cháy luôn. Quân Bay, lấy cây xô sắc ướp. Quản Bật đứng gần đó cầm đao xông lại: thần mộc ơi, ông lùi lại. Tôi đâu kêu ông? Tôi kêu lính lấy cây xô sắc ướp, ông lại làm gì vậy? Nhưng Quản Bật đã tới gần sắc ướp, và bỗng nhiên sắc ướp cử động làm cho Quản Bật sợ hãi tháo lui. Ông thần bộc ngủ dài ơi, ông bỏ đao xuống và đứng im một chỗ, kẻ nguy hiểm đó. Quản Bật quăng dao về phía Võ Tân Đế, về phía Tân Võ Đế và hốt hoảng đến chân thang. Sắc ướp nhào theo thanh đao. Võ Tân Đế hoảng hốt tránh, sắc ướp đến bên thanh đao thì ngừng lại, và thân hình thì vẫn cháy bừng bừng. Đỗ Dự cầm một bó đuốc đánh bịch bịch vào ngực sắc ướp. Sắc ướp té lăn cù xuống đất, cháy nghi ngút tỏa ra một khe lẹt. Sắc ướp cử động được là do đồ kim khí, thanh đoàn đao của Quản Bật đã khiến sắc ướp làm lộng được. Xin bệ hạ tha cho thần tội ngu ngốc dồ dại của thần, xin tướng quân bỏ lỗi cho tôi. Thần bốc đừng quá xúc động, chỉ vì quá sợ thần bốc hành động không suy nghĩ thôi, tả độc của chấm. Trong khi Tấn Võ Đế vỗ về thì Đỗ Dự nhìn Quản Bật với đôi mắt coi thường và quay sang phía đám Ngự Lâm Quân ra lệnh: bây giờ các người lấy đoàn đao cạo vách các bức tường ra cho ta, nhớ là không được đụng vào những đồ cạo ra và đụng vào vách tường. Tất cả đồ cạo được đem hỏa thiêu hết. Nghe Đỗ Dự ra lệnh cho đám Ngự Lâm Quân, Quản Bật tiến lại gần bức tường, giơ đuốc lên quan sát. Sắc ướp vẫn nghi ngút cháy, vòng sắt đeo nơi bụng đỏ rực. Đỗ Dự lại gần sắc ướp, chỉ cái vòng sắt mà tâu với Tần Võ Đế: tất cả bí mật của sắc ướp này nằm trong cái vòng này đây. Đó là một thứ sắt có tử tính, nó hút được tất cả các đồ sắt thép. Buồn tâu, nhờ thần chém vào cái vòng này bị nó hôn mất đao, không lấy được đao ra, thần mới biết đó là một vòng nam châm. Kiểm chứng lại, thần thấy cái xác chỉ dượt theo những người mang gươm giáo, còn những người không mang gươm thì xác bất động. Tần Võ Đế nghe Đỗ Dự nói thì mỉm cười: khánh tình y lắm.
Không có Khanh thì hôm nay chắc mình mệt lắm. Buồn tâu, nhờ khám phá ra vụ này mà thần mới để ý là xác ướp đâu có gì được ai. Quân lính chết là do đụng vào bức tường có thuốc độc. Thôi, Khanh cho gom xác chết lại đem lên mặt đất hỏa táng. Muốn tàu thật muốn cho hỏa táng xác ướp ở đây luôn, lấy lửa đỏ soi sáng hầm mộ. Tấn Võ Đế gật đầu khen phải. Vừa lúc đó quản vật đi tới. Muốn tàu, đây là chất độc vừa lấy ở các bức tường ra. Quản vật đưa ra một chất màu xám long lanh ánh thủy tinh đựng trong ống đựng tên. Ghê thật, chất độc được trộn với mảnh thủy tinh nghiền nát và nhựa cây que lên tường. Chất độc này chỉ một chút vô máu là chết người liền. Đỗ Dự giải thích với Tân Võ Đế xong thì nói với vua. Vua tàu, thần thấy quản vật có những thái độ nghi lắm. Khanh nói thì chậm để bụng, nhưng chậm yêu cầu Khanh đừng lộ cho quân sĩ biết. Chậm rất cần quản vật vì y giỏi bói toán vô cùng. Lửa thiêu xác chết nghi ngút làm hầm mộ sáng choang lên. Nhờ ánh sáng này, Tấn Võ Đế thấy một bệ đá cao ở giữa phòng, liền chỉ Đỗ Dự hỏi. Khanh có biết bệ đá này dùng để làm gì không? Đỗ Dự nhìn theo tay Tấn Võ Đế chỉ và sững sờ, vì lần đầu tiên ông ta mới thấy bệ đá này. Muôn tàu, nhờ ánh sáng hỏa thiêu xác chết thật mới nhìn thấy bệ đá này. Vậy Khanh cùng chậm ta lại xem sao. Đỗ Dự toàn can vua, nhưng vua đã chắp tay sau đít đi lại bệ đá rồi. Đỗ Dự đành phải đi theo. Ông ta liền nhặt một thanh đao cầm tay. Tướng quân, cái bọng lửa rượt theo tướng quân. Đỗ Dự vừa nghe tiếng kêu đã thấy tiếng lửa reo sau lưng mỗi lúc mà gần hơn. Nghe tiếng la hét nhìn trở lại, thấy cái vòng lửa bay bù bù. Đỗ Dự vội chống đao xuống đất nhảy lên bậc bệ tam cấp. Vừa lúc đó cái vòng lửa đụng vào bậc tam cấp đến ầm một cái. Nhìn xuống chân Đỗ Dự hú hồn, nếu chàng không nhảy lên bệ đá, cái vòng lao vào người chàng, không chết cũng bị thương nặng. Nhìn kỹ chiếc vòng, Đỗ Dự nói, buồn tàu bệ hạ, cái vòng này là vòng của xác ướp. Hạ thần bị nó đuổi theo vì cái tội cầm đao đi hộ tống hoàng thượng. Nếu không có tiếng la của quân lính, chắc hạ thần không chết cũng vào nặng rồi. Nhờ ân đức hoàng thượng mà thần thoát nạn, thật hồng phúc lớn lắm. Quả thật cái người chế ra xác ướp này tài tình quá. Bây giờ mình phải dẹp cái vòng này cho yên. Đỗ Dự ra lệnh cho quân lính lấy gậy gỗ xéo cái vòng lại một góc lăng và lấy dây giằng chặt không cho nó di chuyển. Trong khi quân lính đang xéo đi vòng vào góc lăng thì quản vật tiến lại gần Tân Võ Đế. Muôn tàu, thần đã kiếm ra nhiều bí mật trong gian phòng này. Kính hoàng thượng lại quan sát kẻ tấu bàn bằng phi vũ tuyết. Kẻ nào tấu bàn nhạc này vậy? Muôn tàu, hạ thần kiểm tra nguyên nhân của bàn nhạc ấy nổi lên, chứ không có kẻ nào tấu cả. Quản vật đưa mọi người lại căn phòng và chỉ tấm phên chẳng chịt dây nhợ rồi nói. Muôn tàu, những sợi dây này chính là những dây của loại đàn do Khổng Minh chế ra. Âm điệu phát ra chính từ nước và cá nhảy xuống làm cho đàn kêu. Nước hết thì ngực. Khổng Minh tài hoa thiệt. Thần thấy tiếng nước và tiếng cá quậy trong phòng này. Bệ hạ có thể để ý xem, thỉnh thoảng có vài giọt nước nhèo xuống, có tiếng đàn nhỏ vang lên đó. Như vậy ta thử trải nghiệm bằng cách đổ nước thả cá xem sao nhé. Nói dứt lời, Tấn Võ Đế chẳng đợi quản vật trả lời, ra lệnh cho quân lính làm liền. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Tấn Võ Đế, Đỗ Dự, quản vật đều được kêu nhìn vào căn phòng. Họ vừa nhìn thấy nước nhỏ xuống thì tiếng đàn nổi lên đúng điệu bằng phi vũ tuyết. Nhạc nổi lên là mọi người thấy gai gai nơi xương sống, bấn loạn tâm thần. Họ phải bịt tai lại để quan sát. Đúng là giọt nước tiếng trầm, giọt nước nhỏ tiếng bồng. Và một lần cá rơi là tiếng nhạc ngân vang thật lâu.
Cá nằm trên sợi dây cho đến khi cá rớt xuống, âm thanh ngân thật lâu và thật dài. Nước đổ xuống gian phòng này thoát đi đâu các anh? Có thể thoát ra suối sông nào đó, thưa hoàng thượng. Phải tìm hiểu chuyện này. Sau khi trắc nghiệm lại bộ nhạc, Tấn Võ Đế quay lại cây bệ đá và nói: ta phải tìm hiểu cái bệ đá này, rồi giải quyết cách các chuyện khác. Bước được đốt lên sáng trưng, Tấn Võ Đế leo lên bệ đá, Đỗ Dự quản bật leo đi theo. Lên hết bậc tam cấp, tới bệ đá hình vuông, tất cả đều phát giác còn một bệ đá hình bát giác. Họ leo lên tam cấp, lên bậc đá hình bát giác, và mọi người ngạc nhiên trên bệ đá hình bát giác là một chiếc quan tài khổng lồ. Quan tài Khổng Minh! Quản bật vừa reo lên thì Tấn Võ Đế nói liền: có lẽ thần bộc nói đúng. Quản bật quan sát chiếc quan tài thấy có đầy rêu và đầy không nhúc nhích. Muôn tàu, xin cho quân lính tới thử số xem chiếc quan tài này thế nào. Tấn Võ Đế cho ý kiến quản bật đúng, ra lệnh cho Đỗ Dự đưa quân lính lên xô chiếc quan tài. Tám tên lính ngự lâm quân lực lượng được điều tới xô chiếc quan tài không nhúc nhích một chút nào cả. Có thể quan tài xây liền với bệ, vậy thì mở nắp ra xem sao. Tấn Võ Đế lại đồng ý với quản bật, lệnh cho quân lính tới cạo rêu tìm kẽ hở nắp quan tài. Cạo rêu ra, quan tài sáng choang màu đá quý với những nét chạm trổ tinh vi, hình con rồng đang vờn mây lấp lánh dưới ánh đuốc làm mọi người chú ý đến miệng rồng nhe nanh vuốt với chữ thọ nơi miệng. Tấn Võ Đế, Đỗ Dự, quản bật đều lấy tay mò mẫm lần tìm xem chung quanh quan tài có chỗ nào mở ra quan tài không. Cả ba đều thất vọng không tìm ra chỗ mở cơ quan. Đỗ Dự rút gươm ra định nện nắp quan tài. Quản bật mò mẫm ở hồi tìm ra hàng chữ: áo quan chỉ mở nắp khi tranh ăn với rồng. Tranh ăn với rồng? Rồng nào? Rồng sống hay rồng chết mà tranh ăn? Chữ nghĩa gì lẩm cẩm qua? Rồng trên hình vẽ mà làm sao tranh ăn được với nó? Các hành thử nghĩ xem Khổng Minh lại lẩm cẩm vậy. Buồn tàu không chắc Khổng Minh lẩm cẩm đâu. Mình thử lấy chữ thọ ra khỏi miệng rồng xem sao. Quản bật thò tay lấy chữ thọ ra khỏi miệng rồng, nhưng không làm sao lấy ra khỏi. Buồn tàu chữ thọ có chút xíu mà thần không sao lấy ra được. Đỗ Dự nghe quản bật nói, cậy mình sức mạnh, lấy hết công lực kéo chữ thọ ra khỏi miệng rồng, nhưng cũng không sao kéo nổi. Quả là khó tranh ăn quá. Muốn tranh ăn phải chấp nhận khó khăn, nhất là tranh ăn với rồng thì phải dùng trí. Các hành cần phải suy nghĩ. Thần nghĩ ra rồi. Ngày trước ông cha thần thường dùng một thứ nhựa cây trộn với trứng chim chế thành một thứ keo dán rất chắc. Thứ keo này phải dùng lửa đốt mới nhả ra được. Chắc chữ thọ dán bằng thứ keo này. Xin cho đốt lửa để gỡ được chữ thọ ra. Khánh nói đúng, Khánh thực hiện đi. Tuân lệnh Tân Võ Đế. Đỗ Dự và quản bật lấy than bỏ vô miệng rồng rồi quản lửa. Quả như rằng chỉ một phút lấy chữ thọ ra dễ dàng. Nhưng lấy chữ thọ ra nắp quan tài vẫn không mở. Chợt quản bật nhìn thấy một cái đèn treo lủng lẳng trên nắp quan tài, liền nói: buồn tàu bệ hạ, chắc cái đèn này là cơ quan mở nắp quan tài. Đỗ Dự nhìn vào miệng rồng thấy cái khuyên, liền lên tiếng: xin kéo cái khuyên rồi hãy đi tới cái đèn. Đỗ Dự thò tay kéo cái khuyên nhưng kéo mãi không ra. Kêu quân lính dùng dây kéo cái khuyên. Đỗ Dự tuân lệnh vua, kêu lính ngự lâm cột dây kéo cái khuyên. Một tiếng nổ như sấm vang lên, nắp quan tài mở ra với làn khói xám. Mọi người sợ chất độc bịt miệng lại nhưng chẳng ai làm sao. Tân Võ Đế chờ tan làn khói xám, nhìn vào quan tài chẳng thấy xương cốt gì cả, chỉ thấy một chiếc hộp nhỏ bằng ngọc xanh hình bầu dục. Chiếc hộp chỉ to bằng nắm tay. Đỗ Dự thấy chiếc hộp toàn giơ tay bê ra. Quan bật ngăn: thánh thượng là bậc đức dày, xin để thánh thượng lấy hộp chắc an toàn hơn chúng ta những người đức mỏng, đụng tới e không tốt.
quý vật phải dành cho quý nhân. Quản bật chú ý đến vua mặt rồng ớn hở, nghe ông ta nói thì bèn tiếp lời. Mạo lầm xưa mà trộm giỏ đào tiên của lão đạo quân ngủ nhờ mà hoài không ra. Trong khi Mạo lầm loay hoay mở giỏ thì một con cóc từ trong giỏ nhảy ra, làm cho Mạo lầm mất hồn vía, quàng giỏ đào tiên xuống đất. Nhưng Mạo lầm chẳng thấy cóc đâu, chỉ thấy đào tiên lăn lóc, liền định lượm. Nào ngờ lão đạo quân đã tỉnh dậy, trước mặt hào quang tỏa sáng. Mạo lầm sợ quá quỳ xuống lại như thế sao. Lão đạo quân đỡ Mạo lầm dậy và nói: con là người phàm, lại có lòng tham nên nhìn đào tiên thành cốc đó. Thứ này chỉ ta cầm cho con mới ăn được, còn con tự lấy thì thành cốc nhai hết. Vì thế thì thần chỉ có bệ hạ mới có thể sờ vào hộp ngọc này được mà thôi. Tần Võ Đế nghe bùi tai liền cầm hộp ngọc lên ngắm nghía, thấy trên năm hộp ngọc có mấy câu: muốn mở hộp ngọc phải đốt đèn treo, đứng trong quan tài ta đập đáy hộp, cốc cốc thật dài, làm đúng chớ sai, kẻo hư công hoài. Đọc xong mấy câu thơ, Tấn Võ Đế ngắm hộp ngọc, quả nhiên chiếc hộp liền một khối rất khó mở. Vua quan ngơ ngác nhìn chiếc hộp, quản bật lại lên tiếng: đã có bài thơ mở hộp chắc chắn là không khó. Tấn Võ Đế lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ và ra lệnh cho Ngự Lâm Quân châm giờ vào chiếc đèn treo trước quan tài, rồi cầm hộp nhảy vào quan tài đá đứng và ra lệnh đốt đèn. Đứng dưới ánh sáng ngọn đèn, Tấn Võ Đế cầm hộp ngọc lúng túng, chưa biết đập đáy hộp như thế nào thì thấy quản bật ôm bụng nhăn nhó. Quản bật, khánh sao thế? Không hiểu sao thần đau bụng quá đỗi. Khánh có thể lên mặt đất, nhưng trước khi đi cho chậm hỏi ít câu người đã. Theo ý khánh thì chậm phải đập hộp như thế nào? Buồn tàu, theo ý thần hai câu. Tay đập đáy hộp cốc cốc thật dài, là chỉ đập hai hồi cốc cốc thật dài hộp sẽ mở. Nói dứt lời, quản bật hét lên đau đớn và gục xuống. Tấn Võ Đế cho lệnh dìu quản bật ra thang, đưa lên mặt đất liền lập tức. Nhưng khi lính đưa bật đến chân thang thì bật bảo để bật nằm đó được rồi. Trong khi đó, Tấn Võ Đế đập đáy hộp hai cái cốc cốc thật dài và đưa hộp lên mở nhưng không mở được. Vua vừa hạ hộp xuống, tự nhiên hộp mở nắp tung ra. Trong hộp không có gì ngoài một làn khói trắng bay quyện với khói đèn dầu, và từ từ tỏa rộng ra màu trắng biến thành màu xanh xám, và mọi người ngửi phải mùi này đều choáng váng mặt mày ngã gục la hét. Riêng Tấn Võ Đế nằm gục trong quan tài đá. Quân lính đứng dưới thấy có biến hè nhau nhảy lên cứu viện, nhưng lên người phải khói xanh đều nhào hết, miệng người nào cũng ứa máu. Hai tên lính gần nơi quản bật nằm chạy định chạy lại. Quản bật như hết đau nói lớn: trở lại, nơi đó có hơi độc, nhào vua mất mạng đó. Nhưng hai tên lính không nghe tiếng quản bật cản, vẫn chạy lại. Chúng lấy khăn bịt mặt, nhào vô quan tài khiêng Tấn Võ Đế ra và giật dây kêu kéo Tấn Võ Đế lên. Tấn Võ Đế được kéo lên, rồi hai tên Ngự Lâm Quân cùng tên tường trình sự việc. Mọi người bịt mặt xuống, kéo người bị độc lên trên mặt đất. Tấn Võ Đế bị trúng độc nặng nhất, còn mọi người thì nhẹ hơn. Quản bật lên mặt đất tỉnh táo như thường, phụ khiết đàn cứu chữa mọi người. Một số hít ít hơi độc đã tỉnh, trong đó có Đỗ Dự. Riêng Tấn Võ Đế nặng nhất vẫn nằm mê man. Phải nói rằng thuốc của Khiết Đan Hòa Thượng chữa độc rất công hiệu. Nhờ thuốc của ông mà đến chiều Tấn Võ Đế đã mở mắt và thở đều, nhưng chưa nói được. Khiết Đan thì ra lệnh cho quân lính che lều mọi người ở tạm, còn vua thì ở lều của Đỗ Dự cất từ trước. Quân lính được tăng cường bố trí canh gác rất nghiêm mật, nhưng lòng người nào cũng ngay ngáy lo sợ. Đêm xuống, tiếng tắc kè và tiếng chim cú làm cho người nào cũng hoang mang. Tấn Võ Đế nằm trong lều của Đỗ Dự chợt tỉnh. Nửa đêm nghe gió vi vu và nghe sương rơi lộp độp, lòng hoang mang vô hạn. Giữa lúc đó, thập thoáng trong bóng đêm có dáng người chập chờn đâu đó. Người này mặc áo choàng trắng, đầu chít khăn xanh, tay cầm quả lông phe phẩy. Người này tiến tới Tấn Võ Đế, dáng đi khoan thai nhẹ nhàng, mặt rực rỡ hào quang, mắt long lanh sáng.
Nhìn thấy người này, Tấn Võ Đế toan kêu lên, nhưng người này giơ quạt điểm mặt, nói bằng giọng thật êm và nhẹ: "Ta là thừa tướng Khổng Minh Gia Cát Lượng đây." Vua Tấn Võ Đế lăn vào giữa sập ngự và nhắm mắt lại hết sức sợ hãi. Tai chỉ nghe tiếng ngâm thơ sang sảng: "Người may đức đầy mạng cao, cho nên thoát nạn không vào âm ti." Sau đó Tấn Võ Đế nghe tiếng cười và mở mắt ra thì không nhìn thấy gì ngoài đêm đen như mực. Tấn Võ Đế mồ hôi vã ra như tắm và kêu cứu inh ỏi. Lính canh thấy vua kêu cứu cũng đánh kèng báo động rầm rầm, làm cho quan quân ầm ầm kéo tới. Khi mọi người kêu tới, Tấn Võ Đế vẫn còn đập tay xuống sập ngự kêu la thảm thiết. Khi đèn đuốc sáng choang thì Tấn Võ Đế mới tỉnh hẳn và hỏi: "Các người có nhìn thấy người mặc đồ trắng từ đây đi ra không?" "Buồn tàu, chẳng có ai cả, chắc bệ hạ nằm mộng đó thôi, chứ bọn thần canh gác kỹ lắm nào thấy gì." "Rõ ràng ta mới gặp Khổng Minh Gia Cát Lượng đây mà. Người còn đọc hai câu thơ nữa ta chẳng còn nhớ rõ. Nhờ đức ta còn dày nên ta thoát chết. Khiết Đan và Quản Bật ở lại đây với ta nhé." "Quản Bật, theo ý người thì giấc mộng thế nào?" "Buồn tàu, có lẽ võ hầu hiện lên thật, nhưng hoàng thượng mạng cao đức dày nên võ hầu thua." "Buồn tàu, Quản Bật nói đúng, mạng bệ hạ cao, đức bệ hạ dày nên Khổng Minh đã không làm gì được, nhưng thần e bệ hạ làm tới không ổn đâu." Nghe Kiệt Đan nói, Tấn Võ Đế hỏi lại: "Nếu Tấn Võ Đế cứ tiếp tục khám phá mộ Khổng Minh thì sao?" "Buồn tàu, thần e lúc đó cái mạng của hoàng thượng sẽ nguy, tốt hơn hết bệ hạ nên hồi chiều dựng bệnh. Ta chưa khám phá xong bí mật mộ Khổng Minh thì ta không đi đâu hết, người hù ta vô ích." Nghe vua nói vậy, Khất Đan thất vọng nhìn Quản Bật và hai người không nói năng gì nữa. Sáng hôm sau, tuy chưa khỏe hẳn, Tấn Võ Đế vẫn ra lệnh tiếp tục xuống lăng khám phá bí mật mộ Khổng Minh. Tấn Võ Đế gọi Đỗ Dự tới, nói cho biết những suy nghĩ của mình. Theo Tấn Võ Đế thì chắc chắn dưới chiếc quan tài có hộp ngọc đựng hơi độc, còn có một chiếc quan tài nữa. Phải tìm cho ra chiếc quan tài này. Đỗ Dự dẫn quan quân xuống dưới lăng, nhưng ai cũng ngao ngán không chịu hành động gì cả. Quan Bật cáo bệnh không đi, Khiết Đan thì lui về chùa. Tấn Võ Đế tuy nằm một chỗ nhưng luôn luôn ra lệnh cho sĩ quan liên lạc mang lệnh xuống dưới lăng và đem tin tức từ dưới lăng lên báo cáo. Thấy Quản Bật không xuống, Tấn Võ Đế thắc mắc nhưng để trong lòng. Đỗ Dự và đám quan quân xuống dưới lăng đốt đuốc sáng choang, nhưng thấy không khí vẫn còn rờn rợn, dù mọi người đều bịt mặt các hơi độc nhưng ai cũng lo ngay ngay, chưa biết biến cố gì sẽ đến với họ. Mọi người cầm đuốc tiến về phía bệ đá. Bỗng nhiên có tiếng kêu thất thanh và trước mặt mọi người hiện ra một bóng người mặc áo trắng, đội khăn xanh, tay cầm quả lông, thấy thoáng lúc ẩn lúc hiện. "Khổng Minh Gia Cát Lượng!" Tiếng kêu thất thanh làm mọi người sững sờ đứng im. Trong khi đó, bóng trắng tung từ tay một vật tròn da láng, một tiếng nổ vang lên. Nghe tiếng nổ nhiều người ngất lịm, nhưng tiếng nổ chẳng làm ai chết chóc mà chỉ tuôn ra một luồng khói màu trắng. Mặc dù mọi người đã bịt mặt nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi luồng khói này, làm cho hoa mắt và hôn mê. Tin Khổng Minh xuất hiện dưới lăng được báo ngay cho Tấn Võ Đế, làm cho ông vô cùng thắc mắc. "Khanh đã nhìn thấy Khổng Minh không, hãy chỉ nghe báo cáo lại?" Tấn Võ Đế hỏi vạn viên sĩ quan liên lạc. "Buồn tàu, thần nhìn thấy Khổng Minh rõ ràng, mà chính thần còn người phải khói mê nữa, hình như đó là một trầm hương." Kêu Đỗ Dự lại chầu mau. Đỗ Dự lại, Tấn Võ Đế phán: "Khanh đem thêm quân xuống hầm cho ta và cho ta biết thêm tin tức về Khổng Minh." Đỗ Dự đi rồi, Tấn Võ Đế nằm trên sập ngự nghĩ miên man, đầu óc trống rỗng. Trời ngày về chiều, gió lạnh âm u, sương rơi lác đác. Tấn Võ Đế vừa toan ngồi dậy, bỗng đầu óc thấy nặng trĩu chập chờn, nửa thức nửa ngủ. Nghe vang vẳng đâu đó có tiếng nói vang lên: "Tấn Võ Đế,
Ta đã cảnh cáo, sao ngươi vẫn cứ còn tiếp tục quấy nhiễu lăng tẩm của ta? Ừ, ngươi coi chừng đó. Chỉ nghe được có vậy là Tân Võ đê mê luôn. Trong lúc đó Đỗ Dự từ dưới mộ lên, đi cùng hai sĩ quan liên lạc bố cháu. Bỗng Đỗ Dự khựng lại vì trước mặt một bóng trắng đội khăn xanh tay cầm quạt lông từ lều bùi ra. Khổng Minh ra cá lưỡng. Nói dứt lời, Đỗ Dự bảo hai sĩ quan cùng với mình đập vào gốc đại thụ quan sát xem Khổng Minh đi đâu rồi theo dõi. Còn Đỗ Dự vào chầu vua xem thích thể ra sao. Đỗ Dự vào lều, vua nằm bất động trên sập ngự thì hốt hoảng kêu lên. Quan bật ra sùng hoa y chạy tới. Ngài ngự sao vậy? Không hiểu sao hoàng thượng hôn mê. Mọi người lấy dầu thoa cho vua. Một lát vua tỉnh dậy ngơ ngác. Khổng Minh ra cát lượng đâu rồi? Đỗ Dự chặt tay thừa. Thần mới thấy Khổng Minh từ trong này đi ra. Thần sợ hoàng thượng gặp nguy nên sai hai sĩ quan liên lạc theo dõi. Thần vội vào chầu. Tân Võ Đế mệt nhào hòa Đỗ Dự. Ba quân dưới hầm lăng đều thấy Khổng Minh phải không? Buồn tàu đúng vậy. Có tìm thấy chiếc quan tài thứ hai không? Buồn tàu chưa thấy gì cả. Theo ý thần, ta nên đặt thuốc nổ phá sập bệ đá xem dưới có gì. Tùy khanh, bao giờ thì làm? Buồn tàu ngày mai. Được, ta chuẩn tàu. Quan bật nghe Đỗ Dự và Vũ nói chuyện vội lên tiếng. Buồn tàu, theo thần không nên dùng thuốc nổ. Thần e thuốc nổ làm sập toàn bộ lăng mộ, chẳng ích lợi gì cho việc thám hiểm, mà lại còn chọc tức Khổng Minh nữa. Theo ý thần, cứ lục đáy quan tài một lần nữa rồi kiếm ra cơ quan. Thần vẫn nghi chìa khóa thám hiểm nằm nơi chiếc đèn. Tân Võ Đế nghe quản bật nói tới Khổng Minh có hơi nhợn nên đồng ý không đặt chất nổ phá lăng nữa. Tân Võ Đế dù chưa khỏe vẫn quyết định sai lính ngự lâm dìu xuống hầm lăng quan sát lại chiếc đèn. Thấy vua định xuống hầm, Đỗ Dự càng xin thánh thượng đợi sĩ quan liên lạc đi theo Khổng Minh về báo cáo rồi hãy xuống hầm lăng. Chậm không chờ đợi gì cả, chậm là vua, chậm muốn làm gì thì làm liền. Hãy đem bóng đưa chậm đi và dìu chậm xuống dưới hầm lăng. Mặc dầu trời đã tối, lệnh của Tân Võ Đế cũng phải thi hành. Đuốc đốt sáng choang và quân chuyển rầm rộ đến lăng Khổng Minh. Đoàn quân được lệnh võ trang cùng mình và chuyển nhanh tới lăng. Vừa tới cửa lăng, Đỗ Dự cho lệnh đoàn quân ngừng lại. Tân Võ Đế nằm trên võng quát ầm lên. Sao lại ngừng ở đây? Tiến tới luôn. Đỗ Dự bẻ lên tiếng. Buồn tàu có sự biến. Sự biến gì? Hai sĩ quan liên lạc theo dõi Khổng Minh đã chết trước cửa lăng. Các bạn nghe đọc tiếp chuyện Bí mật mộ Khổng Minh. Hồi 3. Tân Võ Đế nghe Đỗ Dự tâu liền đưa mắt nhìn vào sân lăng, thấy hai xác chết nằm sấp dưới đất được lật ngửa lên, mắt mở trừng trừng, lưỡi lè dài ra, miệng ứa máu. Cả hai xác đều còn đeo gươm. Bàn tay ma quỷ nào đã giết hai sĩ quan liên lạc của chấm vậy? Buồn tàu bệ hạ, cả hai đều chết rất khó hiểu, nhưng theo thần thì kẻ giết hai sĩ quan này là người trần mắt thịt hơn là ma quỷ. Cả hai đều bị thương ở tay và hai đầu gối. Nhìn vết thương, hạ thần thấy cả hai đều trúng độc chết. Hai sĩ quan này đã theo Khổng Minh, như vậy cái chết này liên quan tới Khổng Minh. Rõ ràng là Khổng Minh ẩn trong lăng và bọn sát nhân cũng có ở trong đó luôn. Phá lăng là tìm ra thủ phạm.
Hành Mào ra lệnh vây chặt Lăng và gom củi đốt cho ta. Đỗ Dự cúi đầu vâng lệnh. Nhưng quân lính vừa chạy vào nhà mộ thì tất cả đều bật ngửa ra chết. Tần Võ Đế vô cùng kinh ngạc, thấy năm người lính Ngự Lâm vừa chạy vào sân nhà mộ đều lăn đồng ra, miệng trào máu chết tươi. Tần Võ Đế quá sợ, vội ra lệnh ngừng kiếm củi hỏa thiêu nhà mộ mà thiết triều khẩn cấp. Tần Võ Đế hỏi Gia Sùng, Hoa Hy cái đối phó, hai người đều nói vấn đề nhà mộ chỉ có quản bật thông thạo, xin hỏi quản bật, nhưng tìm quản bật chẳng thấy đâu cả. Có người nói sau khi năm người lính Ngự Lâm quân chết, thấy quản bật đi về phía Lăng Khổng Minh rồi mất tích luôn. Tần Võ Đế mất quản bật thì tức lắm. Hãy đưa ta vô lăng, có hay không có quản bật cũng chẳng sao. Đỗ Dự, người nghi quản bật có lý lắm. Đỗ Dự đành hộ tống Tần Võ Đế xuống hầm dưới lăng. Xuống hầm mộ, vua hỏi có ai thấy quản bật đến đây không. Mọi người nói quản bật đến đây, nhưng rồi kêu đau bụng bỏ đi. Tần Võ Đế không nói gì, ra hiệu cho Ngự Lâm quân dìu lên bệ đá. Lên bệ đá, Tần Võ Đế nhìn vào ngọn đèn, đầu óc mông lung như người bệnh tâm thần, đưa hai tay kéo cây đèn xuống. Tần Võ Đế dùng hết sức mạnh đã kéo được cây đèn từ từ rớt xuống. Cục chỉ giữ cho cây đèn thăng bằng đập vào nóc hầm, nghe cái bốp, tự nhiên nghe ồ ồ dưới đáy hầm, và chiếc quan tài tưởng dính liền với bệ đá bỗng xoay ngang. Cứu ra mau, coi chừng hoàng thượng bị hất xuống đất. Đỗ Dự hồi lính Ngự Lâm quân khom lưng làm cái bàn bằng lưng người đỡ Tần Võ Đế. Nhờ vậy Tần Võ Đế bị quan tài hất xuống dưới bàn bằng lưng người đỡ không sao, nhưng chiếc đèn thì tuột khỏi tay vua, tung những ngọn bấc đang cháy xuống vách lăng. Tần Võ Đế vừa hoàn hồn đã định leo lên bệ đá xem nơi chiếc quan tài vừa hé mở có gì bí mật, thì bỗng Gia Sùng hét lớn, coi chừng quái vật xuất hiện kìa. Tần Võ Đế bèn lùi lại bên Đỗ Dự, Hoa Di và Gia Sùng, ngược mặt quan sát bệ đá. Thấy trên đó đầu một quái vật to bằng cái thúng, miệng rộng đến mép tai, răng nanh lòi ra hai bên mép, mắt lồi vào sáng rực. Quái vật há hốc miệng đỏ lòm. Ghê nhất là hai lỗ mũi quái vật như hai cái hàng chuột, và nó thở ra hơi thở đen sì. Coi chừng người độc từ lỗ mũi vật, mọi người bịt mặt lại ngay. Ngự Lâm hãy mở cuộc tấn công quái vật ngay lập tức. Tần Võ Đế ra lệnh và tiếng nói run run, chứng tỏ đang sợ hãi dữ lắm. Lính Ngự Lâm quân với gươm lên dao dài kéo tới bao kín bệ đá, và tiếng leng keng inh ỏi, âm thanh sắt thép làm mọi người nhức óc. Người bị ảnh hưởng nặng nhất là Tần Võ Đế. Tần Võ Đế bị tai ôm đầu và ngồi bệt xuống đất, rên rỉ kêu thét như chính ông đang bị đâm chém vậy. Bỗng nhiên tiếng va chạm của sắt thép không còn nữa, mọi người mở mắt ra không thấy quái vật đâu, chỉ thấy đám Ngự Lâm quân tấn công quái vật ngã la liệt dưới đất, gươm dao gãy ngột ngang, ánh đuốc bụt tắt ngấm. Trên bệ đá một thứ ánh sáng màu xanh mờ ảo chiếu lên trận hầm. Tần Võ Đế đã đứng lên, bên cạnh là Đỗ Dự, Gia Sùng, Hoa Hy, tất cả há hốc miệng nhìn bệ đá, thì thấy trên đó thay vì quái vật là một người mặc đồ trắng bịt khăn xanh, tay cầm quả lông phe phẩy. Khổng Minh lại xuất hiện. Tần Võ Đế hoảng hốt kêu lên. Bỗng người trắng nhỏ nhẹ nói, đúng ta đây, cái gàn bướng của ngươi đã gây nên bao nhiêu thê thảm cho người khác, chẳng ngươi nhìn thấy cả rồi chứ. Ngươi sẽ bị lãnh những điều tai họa ghê gớm nếu ngươi còn bước lên đây. Đó là lời cảnh cáo cuối cùng của ta, ngươi nghe rõ chứ? Đỗ Dự nghe Khổng Minh nói thì cầm gươm phóng lên ngay bệ đá và quát lớn, ngươi không được phạm thượng, chạm tới danh dự vua ta, ta quyết sống mãi với người, dù người là ai cũng mặc. Gươm của Đỗ Dự như chém vào không khí, và Đỗ Dự hụt đà ngã chúi nhũi, trong khi bóng trắng tung mình vọt về vào góc lăng nhanh như chớp. Đỗ Dự
kẻ rất hiếu thắng, cũng giỏi khinh công, liền vọt theo bóng trắng liền. Nhưng Đỗ Dự nhanh bao nhiêu cũng không làm sao đuổi kịp được bóng trắng. Bóng trắng như giận với Đỗ Dự rồi cuối cùng nói: "Tên ở đợ kia, người chưa có hồ đồ, chết không kịp ngáp đó. Thầy cho ngươi khôn hồn cút ngay khỏi đây, nếu bướng bỉnh hậu quả sẽ khôn lường đó." Đỗ Dự đang tức tối ra lệnh binh lính quây chặt bóng trắng và phải giết được bóng trắng bằng bất cứ giá nào. Đám lính Ngự Lâm mặc dầu rất sợ Khổng Minh nhưng phải tuân lệnh Đỗ Dự, họ reo kéo tới vây chặt bệ đá. Sau khi Ngự Lâm quân vây chặt, Đỗ Dự và một tùy tướng phi lưng lên bệ đá. Thật kỳ lạ, bóng trắng bỗng biến mất và từ dưới bệ đá khói phun lên như núi lửa. Đám lính Ngự Lâm quân mặc dầu đã bịt mặt nhưng kéo tới lớp nào là lăn ra trên lớp đó. Đỗ Dự và tùy tướng đào mắt không thấy bóng trắng đâu, bỗng nghe phía chân thang có tiếng la: "Khổng Minh đây rồi, Giả Cát Lượng đây rồi, mau tóm cổ y cho chấm, Khổng Minh lên Biện Lăng rồi." Đỗ Dự ra lệnh cho mọi người lên khỏi hầm và dìu luôn Tân Võ Đế lên theo luôn. "Muộn tàu, hầm sắp bị nhiễm độc, xin thỉnh hoàng thượng lên khỏi hầm mau, Khổng Minh đã ở trên mặt đất rồi." Sau khi ra khỏi hầm và về tới lều, trời đã hừng đông nhưng Tân Võ Đế vẫn còn cay cú lắm, gọi Đỗ Dự tới phán rằng: "Khổng Minh cũng là người trần mắt thịt thôi, phải tìm ra ngay hang ổ y để chấm trị tội." "Buồn tàu, thần theo dõi vụ này kỹ lắm, thần không tin Khổng Minh tái sinh hay còn sống, thần nghĩ có kẻ đội lốt Khổng Minh. Hay thần bốc quản bật muốn rượu chúng ta chăng? Nhưng y làm sao khinh công lại cao như vậy được? Chấm cũng hơi ngờ quản bật, khanh điều tra quản bật cho chấm ngay lập tức." Đỗ Dự được lệnh của vua rất phấn khởi. Ra khỏi lều, Đỗ Dự gặp Gia Sùng, bèn nói cho Gia Sùng nghe quyết định của vua. Gia Sùng hứa giúp đỡ Đỗ Dự một tay trong việc điều tra quản bật. Hai người đến lều quản bật, thấy bật đang ôm bụng nhăn nhó có vẻ đau đớn lắm. Nhưng thấy Đỗ Dự và Gia Sùng tới cũng ngồi dậy chào hỏi. Lão không hiểu tại sao tinh thần tự nhiên rã rượi và cứ đau bụng hoài, nên không đi theo vua với quý vị thám hiểm làm mộ được. Không biết cuộc thám hiểm vừa rồi có chuyện lạ gì không? Gia Sùng trả lời quản bật là: "Khổng Minh lại xuất hiện cùng với quái vật và quân lính chết với thuốc độc." "Khổng Minh xuất hiện thật à? Theo thần bốc thì Khổng Minh này là thật hay là giả? Theo tôi có kẻ giả Khổng Minh để ghẹo chúng ta." Nghe Đỗ Dự nói, quản bật cắn môi làm vẻ suy nghĩ. "Việc này còn phải suy nghĩ mới có thể nói dứt khoát được. Tiện đây xin nhớ tướng quân tâu với thánh thượng dùng cho kẻ hèn này về quê dưỡng bệnh được ít lâu. Kẻ hèn này bị đau thần kinh dữ lắm, nếu xúc động quá có thể vong mạng. Mong tướng quan giúp cho kẻ hèn này, giúp cho kẻ hèn này." Đỗ Dự không nói gì, tay sờ đốc kiếm, mặt gườm gườm nhìn quản bật và từ từ tiến lại gần quản bật. Đỗ Dự giận quản bật ghê lắm, định dùng gươm dạ uy hiếp bắt quản bật, nhưng lại dằn lại được, nói với quản bật: "Chúng tôi đến đây để tìm hiểu xem bệnh tình của thần bốc và theo lệnh của thánh thượng kêu thần bốc tới chầu, nhưng thần bốc ngoạ bệnh thì thôi chẳng sao. Hãy để tôi trần mạch bốc thuốc cho thần bốc." Nói dứt lời, Gia Sùng già là tiến đến gần quản bật: "Xin đa tạ, tôi vốn nhiều bệnh, nào đau óc, nào nhức xương, nào tê thấp, nào đau bao tử, toàn bệnh kinh niên cả. Có một đạo sĩ cho tôi linh đơn uống đã dứt, nhưng nay vì xuống hầm lăng bệnh tai phát mà thuốc đã hết. Và bây giờ tự nhiên tôi rất sợ người khác đụng vào da thịt tôi. Chỉ còn cách tôi về núi tìm đạo sĩ thỉnh linh đơn, không thì e nguy tới tính mạng. Nếu vậy thần bốc cứ nằm nghỉ, chúng tôi về tâu với hoàng thượng sẽ cho biết kết quả. Tốt hơn hết thần bốc đi chầu thánh thượng liền, như vậy sẽ đẹp lòng thánh thượng hơn." Quan bật nghe Gia Sùng nói thì thoái thác: "Xin nhờ ngài tâu với thánh thượng dùm, bệnh tình tôi nguy kịch lắm, không thể tới chầu thánh thượng được, xin người miễn chấp cho."
Gia Sùng và Đỗ Dự nhìn nhau lắc đầu bỏ đi, vì cả hai trong lòng càng nghi ngờ Quản Bật Dự hơn nữa. Hai người mới đi được mấy bước thì gặp Khiết Đan đi tới. Cả hai vội thi lễ hỏi Khiết Đan đi đâu. Khiết Đan nói vừa ở chùa Gia Vân An Vua, nhà vua nhờ đến thăm Quản Bật. Đỗ Dự và Gia Sùng liền chào Khiết Đan rồi đi, vì nghĩ rằng Khiết Đan gặp Quản Bật về tàu vua, vua sẽ tin hơn. Khiết Đan vừa nói Quản Bật đã lao lên đứng dậy hỏi liền: Bạch Hoàng Thượng, có phải Đức Vua nhờ ngài đến đây không vậy? Thần bốc giỏi thật, Đức Vua nhờ tôi đến thăm ngài. Xin Hòa Thượng về tàu với Đức Vua dùng tôi, là tôi cần về núi gấp để thỉnh linh đơn, nếu chậm e nguy đến tính mạng. Được, bần tăng sẽ tàu với vua y như lời yêu cầu của thần bốc. Khi Khiết Đan ra đi, Quản Bật chạy theo vái dài và nói: Xin đa tạ Hòa Thượng đã ra ơn cứu từ một sanh mạng. Khiết Đan vừa đi vừa suy nghĩ, ông thầy bói này nào phải là tay vừa, chắc ông biết trước nhiều chuyện ghê gớm, ông muốn tránh nên không nói với vua. Đang đi, Khiết Đan giật mình vì có hai người chặn đường là Gia Sùng và Đỗ Dự. Bạch Hòa Thượng, tình hình Quản Bật ra sao? Thần bộc muốn về núi chữa bệnh gấp. Bạch Hòa Thượng, chắc ngài rõ lai lịch của thần bộc Quản Bật chứ? Bần tăng biết sơ sơ Quản Bật là cháu sáu đời của Quản Lộ ở Bình Nguyên. Xưa Quản Lộ là thần bộc của Tào Tháo, rất được Tào Tháo tín nhiệm. Nhưng tới đời cháu thì chẳng ai hành nghề bói toán nữa. Cha Quản Bật là Quản Mậu thì hoàn toàn không biết gì về bói toán hết. Bỗng một đêm, cha Quản đến phòng vợ, gặp mà ông lão tiên phong đạo cốt đứng ở cửa phòng, vỗ vào vai Quản Mậu và gật đầu 6 lần, rồi rút châm gài tóc vẽ lên cửa một cây mai 6 ngọn đủ cả gốc rễ. Xong ông chỉ vào rễ cây, rồi chỉ vào ngọn cây thứ 5 và chỉ vào Quản Mậu, ngụ nói Quản Mậu là chất năm đời của ông. Xong rồi ông lấy tay đưa qua hình cây mai biến mất. Tiếp theo ông vẽ cây mai khác y như cây mai trước. Những cây mai này mọc ngược lại ngọn thứ 5, mọc ngược xuống, ngụ ý ông tổ đầu thai trở lại và đầu thai vào chất thứ 6. Xong ông lao chạy vào buồng đến bên giường vợ Quản Mậu. Sợ có chuyện sàng bậy, Quản Mậu chạy theo nắm lại, nào ngờ chụp vào chân vợ. Vợ tưởng chồng khùng rằng co và cãi vã om sòm. Từ đến đó vợ Quản Mậu mang thai rồi sanh Quản Bật. Ra đời Bật tỏ ra là một đứa trẻ cực kỳ thông minh. 5 tuổi đã đọc hiểu kinh dịch. Một bữa theo cha lên núi Quản Chấn Linh xem chùa Thần Quang. Trời tối đọc bia không được, Bật chỉ giờ chữ trên bia mà về viết lại đầy đủ bài văn bia, không sai và thiếu một chữ nào. Ai cũng coi Bật là thánh sống. Đêm đêm Bật nhìn trời xem thiên văn, nhìn vị trí các vì sao ghi vào sổ. Quản Bật giỏi thiên văn, thạo địa lý và đọc lào lào các thứ sách nhâm cầm đồn đoán. Bật nổi tiếng là thần bốc trong thiên hạ. Khiết Đan Hòa Thượng vừa kể dứt thì Gia Sùng liền lên tiếng: Bật giỏi như vậy, hèn chi y bỏ chúng ta. Chắc chắn y biết rõ là ở với vua tôi ta sẽ mang họa. Bạch Hòa Thượng, tôi nghĩ Khổng Minh không còn và Bật đóng vai Khổng Minh hù dọa vua tôi chúng tôi. Mấy trăm năm rồi, sức mấy mà Khổng Minh còn sống. Tôi nghĩ Quản Bật lắm Hòa Thượng ơi. Tôi e tương quân lầm, Quản Bật đâu biết võ, biết phi thân, biết khinh công. Vấn đề Khổng Minh sống chết Bần tăng không có ý kiến. Bần tăng nghĩ muốn khỏi tai họa thì Đức Vua và quý vị trở lại kinh thành là mọi việc êm liền, chưa có gì đâu. Sở dĩ có chuyện là vì quý vị quậy mồ Khổng Minh. Phái đoàn còn ở đây là còn gặp nguy hiểm, Khổng Minh tiên liệu tất cả rồi. Cái gì không biết, chứ cẩm nang sấm truyền và những gì Khổng Minh ghi đều là đúng hết. Bần tăng biết cháu 4 đời của Gia Cát Lượng là Gia Cát Quý, nghèo lắm. Cha chết đào cẩm nang lên, cẩm nang nói phải mang bàn cẩm nang lên cha quan huyện. Quý nghèo quá, quần áo rách rưới, cầm cẩm nang lên xin gặp, quân lính không cho vào mà còn đuổi đi. Quý tức quá ngồi sụp giữa huyện đường phóng uế
lính bắt cho trình quan. Quan huyện đang ngồi bên án thư làm việc, nghe báo cáo giận quá, bỏ án thư đi ra xem mặt tên ngang ngược. Vừa lúc đó, xà nhà đổ xuống sập án thư và đè gãy chân viên thư ký ngồi đó. Huyện quan chiêm thiềm ký nhìn lại chỗ mình ngồi hú bia luôn, vì còn ngồi lại chắc chắn chết quá. Huyện quan xem cẩm nang thấy có hàng chữ: ta cứu người khỏi ách xa rơi, người giúp ta cứu cho bốn đời. Biết huyện quan hỏi: ai biết ta bị nạn sai người đến cứu? Gia Cát Quý cho biết đây là cẩm nang của tổ tiên, mở ra chỉ thấy bảo phải đưa lên quan huyện thì đưa lên, chứ không biết trong cẩm nang biết gì đâu. Chúng mày họ gì? Họ Gia Cát, tổ là Gia Cát Lượng. Quan huyện nghe tới Gia Cát Lượng thì vội vàng cung kính: Khổng Minh, Gia Cát Lượng quả là tiên thánh thật, không có người hôm nay ta vong mạng rồi, ơn này ta phải trả xứng đáng. Khổng Minh là như vậy đó quý vị hãy liệu. Chuyện nhà, chuyện nước, chuyện gì ông cũng giỏi cả. Khiết Đan Hòa Thượng kể chuyện rồi kết luận, làm cho Đỗ Dự bực bội: vậy Hòa Thượng tin những chuyện trong lăng là phép thần thông của Khổng Minh? Bần tăng tin, mà quý vị cũng thấy rõ, còn hoài nghi gì nữa? Bạch Hòa Thượng, tôi cũng tin Khổng Minh còn sống. Có thể như vậy, nhưng đã có lần Khổng Minh xuất hiện rồi mà. Xin Hòa Thượng tiết lộ cho biết chút đỉnh. Quý vị chắc biết những sách của Khổng Minh như Bát Trận Đồ, Lục Đinh Lục Giáp, Lục Thiên Thơ chứ? Đó là những sách khoa học. Thôi kể chuyện trước mắt đi, quý vị chắc biết Trung Hội Tướng của vua Tân Bồ Đề chứ? Trung Hội thắng trận đi qua đây để đánh chiếm đế đô. Khi đi ngang núi, Trung Hội thấy trên mây vô số thiên bình và một ông lão mặc đồ trắng, chít khăn xanh, ngồi xe, tay phe phải quả lông. Trung Hội tin Khổng Minh hiển thánh, vô lăng dâng hương, trời bỗng sáng đẹp vô cùng. Đêm hôm ấy Trung Hội nằm mơ thấy Khổng Minh tới khuyên rằng chiếm đế đô chớ giết hại sinh linh, làm dân đói khổ, vì dân đây là khó khổ quá rồi. Trung Hội nghe lời thêu lá cờ bảo quốc an dân và chiếm đế đô như trở bàn tay. Ngừng lại một lát như để suy nghĩ, Hòa Thượng Khiết Đan kể tiếp: những điều Khổng Minh đã công bố không bao giờ sai, vì tất cả Khổng Minh đã sắp xếp đâu ra đó cả rồi. Ngay việc xây cất lăng này, Khổng Minh cũng kết hợp nhâm cầm độn toán cùng với tử vi đầu số, địa lý thiên văn. Các cơ quan trong lăng đều liên hệ với nhau chặt chẽ lắm, mọi biến cố đều ăn khớp nhịp nhàng. Bần tăng xin thú thật với quý vị, cho bần tăng vàng, bần tăng không dám động đến uy danh của Khổng Minh. Bần tăng là người tu hành, bần tăng không muốn sinh linh bị khổ ải vì đụng đến uy danh Khổng Minh. Bần tăng lúc nào cũng chỉ muốn không khí ở đây an tịnh. Đỗ Dự và Gia Sùng nghe Kết Đan nói rất hiểu tâm sự của nhà sư, nhưng Đỗ Dự vốn là kẻ hay thắc mắc nên đã hỏi lại Kết Đan: Bạch Hòa Thượng cho biết sự lăng Khổng Minh và cái mồ hoang cùng con quái vật dưới lăng có liên hệ gì với nhau không? Nhà mồ hoang có cùng với thời lăng Khổng Minh, và dân vùng này không ai dám qua lại lúc đêm tối, vì ở đó có nhiều ma quái, chúng thường hiện lên khóc than đùa giỡn lúc đêm tối, và kẻ nào vô ý xâm nhập vô đó là mất mạng. Nhà chức trách ở đây có mở cuộc điều tra, nhưng vào tới sân nhà mồ là mất mạng rồi, nên đành phải bỏ qua. Bần đạo chưa thấy quái vật, nhưng theo lời kể của quân lính thì bần đạo đoán là loài cóc núi. Nó sống cả mấy ngàn năm, chuyên ăn dễ cây độc, rắn độc. Hơi thở của giống cóc này đen tựa khói, người nào hít phải hơi thở cóc này sẽ bị hôn mê bất tỉnh. Nhưng độc nhất là độc cóc này, ai bị cắn là chết tươi liền. Cóc này thích cắn cổ người hút máu, và mù trên da của nó độc không thua gì độc rắn hổ mang. Sở dĩ bần đạo dành về loài cóc này là nhờ theo sư tổ vô núi hái thuốc tìm ngải. Bữa đó thầy trò bần đạo gặp bốn con cóc, con nào con đó to như cái lu, chúng đang say mê bới gốc ngải để lấy cùi ngải độc ăn. Thấy thầy trò bần đạo chúng tấn công liền, thầy trò bần đạo vội dùng khinh công chạy trốn,
hai con ngựa chạy không kịp, chúng hơi thở và nọc độc cũng như mù cọc chết tươi. Đồ Dự nghe nhà sư nói thì phấn khởi vô cùng. Hòa thượng tả con quái vật đúng quá, chính nó đã xuất hiện tại đây, quan tài trong lăng Khổng Minh, rồi nó biến đi, Khổng Minh hiện ra. Phải chăng quái vật và Khổng Minh là một? Nếu không, tại sao quái vật lại không làm hại Khổng Minh? Tướng quân không để ăn nói hồ đồ, làm hại đến uy danh Khổng Minh không tốt đâu. Đỗ Dự mặt đỏ nhừ, trong khi ra sổng thắc mắc hỏi Khiết Đạn. Bạch Hòa Thượng, còn cóc ở dưới đáy hồ, chắc nó có cửa hang lên xuống để kiếm ăn, chứ nằm dưới đáy hồ hoài đói chịu sao thấu. Hay ta đi tìm hang cóc đi. Các ngài làm gì thì cứ làm, bần đạo không dám ngăn, nhưng xin cho bần đạo khỏi liên quan tới. Vì chuyện gì động tới uy danh Khổng Minh, bần tăng không dám làm. Thôi, xin phép các ngài, bần đạo phải đi chầu Thánh Thượng, tâu với Thánh Thượng những nguyện vọng của quản bật. Khiết Đan nói dứt lời bỏ đi. Ra sùng lẩm bẩm: này, ông thầy chùa này cũng không đáng ngờ, không kém gì thần bốc quản bật. Vấn đề đặt ra là tại sao họ lại như vậy? Đúng, ông thầy chùa này cũng đáng ngờ lắm, chúng ta phải cảnh giác. Đỗ Dự và Gia Sùng về tới lều vua thì thấy Khiết Đan đang tâu vua. Muốn tâu bệ hạ, quản bật bệnh nặng lắm, muốn xin bệ hạ trở về núi lấy thuốc chữa bệnh. Theo bật thì thần bốc e rằng ở đây thần bốc không qua khỏi được. Chấm chuẩn tấu cho khanh đồng ý cho thần bốc về núi chữa bệnh. Riêng phần chấm trong người cũng thấy mệt mỏi lắm, có lẽ chấm cũng muốn hồi chiều để dưỡng sức. Hòa thượng về chiều với chấm nhé. Muốn tâu, ngày mai bệ hạ hồi chiều, thần xin theo hộ giá. Chưa, ta muốn kết thúc cuộc thám hiểm rồi mới trở về. Muốn tâu, bần tăng thấy hoàng thượng nên hồi chiều sớm thì hơn, khí sắc hoàng thượng có vẻ suy nhược lắm. Không sao, ta sẽ ở lại đây 3 ngày, chỉ 3 ngày là mọi việc kết thúc. Muốn tâu hoàng thượng hồi chiều liền thì bần tăng theo hầu được, còn 3 ngày nữa thì bần tăng không theo được. Không sao, miễn hòa thượng nhận lời về chiều với ta là được rồi. Khiết Đan thấy không lây chuyển được vua liền lại tạ ra về. Quý hôm đó gà rừng vừa báo canh 3 thì Tân Vũ Đế giật mình tỉnh dậy, thấy một ông già hiện ra trước mắt. Ông già này không phải Khổng Minh mà có khuôn mặt giống y quản bật. Ông già mặc áo xanh thơ bát quái, tay chống gậy trần, tóc bơ trên đỉnh đầu, râu răm tròn. Kìa thần bốc, ta đã chuẩn tâu cho Khiết Đan cho khanh về núi, sao khanh chưa đi? Hay ta cho quân lính đi hộ tống nhé. Ông lão giống quản bật không nói gì, chỉ cười nửa miệng và tiến lại gần Tân Võ Đế, dùng ngón tay trỏ điểm lên trán 3 cái. Sau đó ông lão ung dung tay chắp sau đi ra cửa. Vua nhìn thấy ông lão bước lên mây hồng và đi luôn thì bội tung mùng chạy theo kêu to: thần bốc quản bật người bảo ta sao? Tiếng vua la lớn làm lính cai chạy vô: thần bốc đã về núi chưa? Dạ, đêm qua bão rừng nên thần bốc chưa đi, sáng nay sẽ đi sớm. Quân bay lùi mau. Trời sáng rõ, Tân Võ Đế nằm trên sập ngự không nói năng gì, trong khi các quan đang quỳ nhanh vấn an. Tân Võ Đế nằm yên trầm ngâm về giấc mơ, về chuyện ông già giống quản bật điểm trên trán Tân Võ Đế 3 cái là có ý nghĩa gì. Giữa lúc đó, quản bật được 2 ngự lâm quân dìu vào từ giã vua. Vừa trông thấy quản bật, Tân Võ Đế nhòm ngay dậy, khiến các triều thần ngạc nhiên vô cùng. Quản bật chắp tay vai vua thì thưa: muôn tàu, thật là quản bật, xin kính chúc Thánh Thượng an khang vạn tuế, và xin phép Thánh Thượng về núi dưỡng bệnh. Khỏi bệnh, thần sẽ trở lại liền để cùng Thánh Thượng thám hiểm mộ Khổng Minh. Tân Võ Đế vẫn ngồi yên, mặt đăm đăm nhìn quản bật, không nói năng gì cả. Triều đình chìm đắm trong bầu không khí rất ư là căng thẳng và nghiêm trọng. Quản bật tâu xong, thấy vua im lặng cũng cúi đầu đứng im. Tân Võ Đế đôi mắt như khờ đi trong cõi hư vô, bỗng bất chợt lên tiếng: ông thân của thần bốc nay niên kỷ bao nhiêu? Câu hỏi của Tân Võ Đế làm quản bật
giật nảy mình và cả triều đình ngơ ngác, không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Tất cả nín thở chờ câu trả lời của quản bật. Buồn tàu bệ hạ, cha thần mất năm mới có 36 tuổi và thần 16 tuổi. Tần Võ Đế ngơ ngác nhìn quản bật như nhìn một người lạ mặt. Ông nội khanh còn sống không? Buồn tàu, từ nhỏ đến giờ thần chưa bao giờ nhìn thấy ông nội. Thần chỉ thấy ông nội tổ bốn đời của thần thôi. Làm thế nào khanh thấy được? Dạ cha thần chỉ cho coi bức vẽ truyền thần thờ trên bàn thờ. Thần bốc có bức họa đó không? Phải chăng ông tổ bốn đời của khanh là thần bốc quản lỗ? Buồn tàu chính thế đó ạ. Bức họa cũ nhưng thần vẫn giữ được vì bảo quản kỹ nên còn rõ lắm. Khanh nhớ kỹ xem có phải quản lỗ là ông lão đầu râu tóc bạc, râu năm chòm, tay chống gậy trầm, mịch mặc áo xanh có thêu hình bát quái, có đúng thế không? Quản bật nghe Tấn Võ Đế nói thì mặt xanh như tàu lá, mặt mở to, miệng hà hộc lập bập trả lời. Muộn tàu đúng vậy ạ. Thần không hiểu sao hoàng thượng lại biết rõ ông tổ của thần rõ như vậy. Tấn Võ Đế không đáp mà lại hỏi thêm. Có phải mặt ông tổ ngươi và ngươi giống nhau như đúc không? Quản bật gật đầu lia lịa. Buồn tàu bệ hạ nói đúng quá. Buồn tàu, kẻ hạ thần này xin bệ hạ cho biết do đâu mà hoàng thượng lại biết do ông tổ của thần như vậy. Tấn Võ Đế trầm ngâm một lát rồi phán. Chuyện đó để thần bốc chữa lành bệnh, ta sẽ tiết lộ chẳng buồn gì. Thôi thần bốc về núi dưỡng bệnh đi. Ta mong ngươi sớm lành bệnh rồi lại đến với ta, lúc đó mình có nhiều chuyện để nói. Quan bật tung hồ vạn tuế rồi chào giã từ mọi người, lên võng nằm, lòng ngập lo âu, không biết tại sao vua lại dành ông tổ quản bật đến như vậy. Trên đường về núi, quản bật như người bị phát văng đi, đầy lòng tràn ngập sầu muộn, mặt luôn ngoái lại núi Định Xuân. Đi được nửa ngày đường, quản bật ra lệnh đặt võng xuống và nói với Linh Hầu. Cả người về đi, ta xuống đây tìm thuốc được rồi. Lính vâng lời hạ võng và quản bật ra khỏi võng, chống gậy đi về giữa rừng hoang, rồi đuổi lính về hết. Sau khi quản bật đi, Tấn Võ Đế ra lệnh bãi triều. Một mình ngồi trầm ngâm trên sập ngự, suy nghĩ mông lung về cái hộp ngọc có hơi độc. Từ chuyện Tấn Võ Đế ngộ độc sắp chết đến chuyện gặp Khổng Minh, rồi thấy quả lộ và bị điểm ba cái vào trán. Chuyện nọ lan man sang chuyện kia, nhất là chuyện con quái vật. Đang trầm ngâm, Tấn Võ Đế rung chuông gọi cấm vệ. Quân bay, chiều ngày Đỗ Dự cho ta gấp. Đỗ Dự lật đật tới chào vua. Khanh huy động quân thám hiểm nơi con quái vật xuất hiện, ngay lập tức báo cáo liền cho ta biết. Khanh nhớ là cử sĩ quan liên lạc báo cáo lừa liệt nghe chưa. Khi nào gặp quái vật hoặc Khổng Minh phải hộ giá ta xuống ngay tức khắc. Đỗ Dự vâng một tiếng thật to rồi đi nhanh ra cửa lều, hạ lệnh tăng cường giáp sĩ bảo vệ nhà vua và chọn quân tinh nhuệ xuống hầm lặng. Ngồi trên sầm ngự giữa hàng giáp sĩ gươm tuốt trần bảo vệ, Tấn Võ Đế mặt đăm đăm hướng về phía lăng Khổng Minh. Bỗng Tấn Võ Đế hét vang lên. Quân bay đâu? Khổng Minh lại xuất hiện kia. Nghe tiếng vua la, đám giáp sĩ nhìn về phía lăng Khổng Minh, thấy thấp thoáng một bóng trắng đội khăn xanh, tay cầm quả lông đang đi như bay trước mặt họ. Hãy vây kín nhà mồ, và nếu cần phá luôn nhà mồ, đó là lệnh của ta truyền cho các người, và Đỗ Dự phải thi hành, nghe rõ chứ? Các quan hầu được lệnh liền đốc thúc Đỗ Dự và binh lính thi hành khẩn cấp. Quân sĩ hàng hàng lớp lớp đi về phía nhà mồ, nhưng đám giáp sĩ bảo vệ vua vẫn đứng cạnh vua gươm tuốt trần canh gác, làm cho Tấn Võ Đế bực bội. Các người nữa sao còn đứng đây? Ra hết nhà mồ, siết chặt vòng vây, bắt bằng được Khổng Minh cho ta. Đám giáp sĩ buộc lòng phải giả gian và tiến về phía nhà mồ. Giữa lúc viên chỉ huy ngự lâm quân đưa quản bọc về núi, tiến vào tàu với Tấn Võ Đế. Buồn tàu,
thần và lính Ngự Lâm Quân tiễn đưa thần bốc về núi. Đi đến nửa ngày thần bốc đuổi về hết. Xin trình thánh thượng. Cái lão thần bốc này quái gở thật, đi có nửa ngày đường chống gậy bô dừng làm gì, hay trở lại đây quên hiệu ta. Vô lý, thật là vô lý. Người dẫn ngay toán linh mới về tăng cường thêm cho toán vây nhà mồ, bắt cho kỳ được không, mình nghe chưa? Quanh Tấn Võ Đế giờ này chỉ còn có hai tên giáp sĩ và bóng tối. Tấn Võ Đế nằm xuống sập ngự, nhìn ngọn đèn leo lét và hai tên lính canh, bỗng cảm thấy cô đơn lạ lùng. Nằm một lát, Tấn Võ Đế sốt ruột chịu không nổi, đứng lên đi quanh quẩn trong lều với vẻ mặt bực bội, đầu óc miên man nghĩ về Khổng Minh và Quản Bật, rồi đến Quản Lộ. Đi quanh quẩn trong lều một hồi, Tấn Võ Đế mệt bèn ngồi xuống ghế. Bỗng Tấn Võ Đế có cảm giác lều hoang vắng quá. Nhà vua bèn rung chuông gọi lính canh nhưng chẳng thấy ai lại cả. Tấn Võ Đế bèn đi ra cửa lều. Nhà vua ngạc nhiên vô cùng, thấy hai giáp sĩ bảo vệ ông nằm cong keo dưới đất. Một cảm giác rùng rợn ớn lạnh nơi xương sống làm cho Tấn Võ Đế đứng chết trận. Nhưng Tấn Võ Đế lắc đầu cho tỉnh táo và quay vào trong lều. Vừa quay đầu vào trong lều, Tấn Võ Đế sững sờ, miệng cứng lại khi nhìn thấy trên sập ngự chễm chệm một người mặc đồ trắng chít khăn xanh đang phe phẩy quạt lông. Bóng trắng ung dung châm trà uống, hơi nóng từ trong chung trà bốc lên làm cho gương mặt trở nên mờ ảo. Tấn Võ Đế nhìn bóng trắng đứng chết chân, không tiến mà cũng chẳng lùi được. Tấn Võ Đế, người đang tỉnh táo chứ không mê hoàng gì đâu nhé, cứ bình tĩnh lại nhìn ta rõ. Khổng Minh còn sống và sống mãi với thời gian. Tấn Võ Đế, người đã tỉnh táo chưa? Người có nghe ta nói gì không? Ta là Khổng Minh bằng xương bằng thịt, đang nói chuyện với người đây. Ta sẽ trừng trị những kẻ xâm phạm vào lăng mộ ta, dù chỉ là lăng mộ giả. Người hiểu chưa? Ta vào được đây và ta cũng sẽ ra được. Sức người không làm gì được ta đâu. Hai tên lính của ngươi bị trị vì chúng ngu dám chống lại ta. Ngươi nên khôn ngoan hơn lính của ngươi. Ta là kẻ hiếu sinh, chút nữa ta sẽ cho hai tên lính của ngươi tỉnh lại. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, ngươi hãy hồi chiều. Ai làm chuyện người đó, không ai đụng chạm với ai. Ngươi hãy tỏ thiện chí bằng cách ngừng ngay cái lệnh quái đản tìm bắt ta và phá lăng mộ ta. Tấn Võ Đế đứng im nghe và không nói được lời nào cả. Ngươi đã nghe rõ ta nói rồi gì chứ? Ngươi có muốn thấy rõ mặt ta không? Được, ta sẽ tiến lại gần mi, cho mi nhìn kỹ. Bóng trắng đứng lên và nhẹ nhàng lướt tới phía Tấn Võ Đế, làm cho Tấn Võ Đế hoảng hốt như người chết đuối kêu cứu. Xin đừng bước tới, quân mày đâu, cứu ta. Giữa lúc đó, Đỗ Dự từ hầm mộ trở về, nghe tiếng kêu cứu nhà vô lèo. Thấy vua đang bước lùi về né tránh, liền đỡ vua. Sức lùi của Tấn Võ Đế quá mạnh làm Đỗ Dự suýt té. Đỗ Dự vừa đứng vững thì bóng trắng lướt tới sát hồng Tấn Võ Đế. Lẽ làng, Đỗ Dự xoay người che cho vua và nghe tiếng nói thoảng qua bên tai. Ta tạm tha mạng cho thầy trò nhà ngươi một lần nữa. Nếu muốn sống thì hãy hồi chiều ngay, bằng không chưa có trách ta nặng tay. Đỗ Dự vốn là dân cứng cỏi, liền lên tiếng thách đấu. Người có ngon đứng lại đấu với ta ít hiệp xem ngươi ngon cỡ nào, chứ cứ trốn như chuột thì đâu có phải là anh hùng. Bóng trắng đã lướt qua nhưng nghe Đỗ Dự nói vậy liền quay lại và nhanh như chớp vỗ khẽ vào vai Đỗ Dự cây bốp. Đỗ Dự cảm thấy chân tay bất động và đứng chết chân như trời trồng. Tấn Võ Đế sợ quá ngã vào Đỗ Dự. Trong khi đó bóng trắng tiến tới vực hai tên lính vỗ nhẹ vào vai, cả hai ngơ ngác đứng dậy như vừa tỉnh một giấc mơ. Hai tên Ngự Lâm Quân nhìn thấy Tấn Võ Đế đang đứng dựa vào Đỗ Dự, và Đỗ Dự thì bất động như bức tượng, liền la lên: "Mau mau cứu giá, thánh thượng và Đỗ Dự tướng quân lâm nguy." Tiếng la kinh hãi của hai tên lính Ngự Lâm vang xa, nhưng đám người bầy lăng chưa kịp chạy về thì đã thấy một bóng đen phóng tới. "Chuyện gì đã xảy ra với hoàng thượng vậy?"
Bạch hòa thượng, thánh thượng và tướng quân Đỗ Dự đang gặp nạn. Trước đó chúng tôi bị bóng trắng sờ nhẹ đến vai ngất đi, rồi không hiểu sao khi tỉnh lại thì thánh thượng và Đỗ Dự tướng quân gặp nạn. Thôi, các người đốt đuốc lên cho sáng để ta cứu giá và chữa cho Đỗ Dự tướng quân. Đuốc sáng lên, Khiết Đan nhìn Đỗ Dự và nói: Đỗ Dự tướng quân chỉ bị điểm huyệt không sao, ta cứu được. Riêng thánh thượng bị vấn loạn thần kinh hơi khó chữa, nhưng cũng chẳng sao. Khiết Đan dùng hai ngón tay sờ nhẹ lên vai Đỗ Dự. Đỗ Dự bỗng tỉnh táo, ngơ ngác nhìn Khiết Đan và Tấn Võ Đế. Tấn Võ Đế đã hoàn hồn và nói với mọi người: Chậm thấy hết mọi chuyện. Bóng trắng điểm huyệt Đỗ Dự sau khi Đỗ Dự thách đấu. Điểm huyệt Đỗ Dự xong, bóng trắng giải huyệt cho hai tên lính Ngự Lâm. Rất may là đạo sĩ đến kịp, Đỗ Dự vì cứu chậm mà bị điểm huyệt. Muốn tàu thánh thượng, bóng trắng xuất hiện lần này, thánh thượng có cảm giác như thế nào? Xuất quỷ nhập thần, nhưng chậm có cảm giác đó chỉ là một con người như chúng ta mà thôi. Nhưng bóng trắng nhanh quá và biến ảo khôn lường. Thành quan quân của chậm hoang mang, các khanh nghĩ sao với bóng trắng? Bần tăng lúc nào cũng kính trọng Khổng Minh, vì vậy bần tăng không dám đụng tới uy danh người. Bần tăng chỉ biết đó là một nhân vật xuất quỷ nhập thần, biến hóa khôn lường. Hạ thần tuy bị bóng trắng điểm huyệt rất nhanh và chuẩn xác, nhưng hạ thần vẫn thấy đó chỉ là một con người. Bóng trắng nhanh lắm và có qua điểm huyệt tài tình như thần. Dám chắc nếu bóng trắng không điểm huyệt cho thần, giao đấu bình thường chưa chắc thần đã thua. Khiết Đan quay đi như tránh nghe những lời xúc phạm Khổng Minh của Đỗ Dự. Bỗng có tiếng la: Khổng Minh đây rồi, y nấp trong hốc đá sau nhà mồ. Lần này đừng cho y thoát thân. Tấn Võ Đế và Đỗ Dự mặt mũi phấn khởi khi nghe tiếng hò la của quân sĩ, trong khi Khiết Đan vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Đỗ Dự, người hãy tới ngay nhà mồ bắt cho bằng được Khổng Minh và cố gắng đừng để hao sinh mạng quân lính. Đỗ Dự đi rồi, còn lại Khiết Đan với Tấn Võ Đế. Khiết Đan lễ phép thưa: Buồn tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho thần được ở gần bệ hạ trong lúc này. Không, chậm muốn khanh cũng đến nhà mồ phụ với Đỗ Dự, cả chậm nữa cũng đến đó luôn. Nói dứt lời, Tấn Võ Đế cùng hai cận vệ ra đi. Khiết Đan không nói gì cũng bỏ đi luôn. Tấn Võ Đế đi về hai tên cận vệ giữa rừng khuya thì bỗng thấy anh nãy trong lòng: Sao mình lại hành động bội bá thế này? Nhưng đã lỡ rồi biết làm sao được. Tấn Võ Đế ra lệnh cho hai tên cận vệ rút gươm ra cầm tay đi hai bên. Tấn Võ Đế đi giữa hai vệ sĩ, tạm thời Tấn Võ Đế yên tâm. Nhưng đi được một khúc, bỗng Tấn Võ Đế nghe ré lên trên đầu như tiếng trẻ con khóc. Hai cận vệ có vẻ nhớt nhác lo sợ. Tấn Võ Đế nhìn lên thấy một vật to bằng cái thúng bay trên đầu thì hoảng sợ hỏi hai tên cận vệ: Đó là cái gì? Hai tên cận vệ nói rằng có lẽ là ma lai, một loại ma giống như chim, có rất nhiều ở nhà mộ. Nếu vậy thì đêm nay nó bị tiêu diệt hết, vì ta đã ra lệnh hòa thiêu nhà mộ rồi. Ba người đi một hồi tới nhà mộ, Đỗ Dự ra đón vua giữa một rừng đuốc sáng trưng. Muốn tâu, cái cửa hôm trước lĩnh ta vào tử thương thật ra không phải cửa, mà chỉ là một chiếc bẫy giết người. Phải vào nhà mộ từ trên nóc mới an toàn. Cửa sau cửa trước chỉ là cửa giả, chứa cạm bẫy vào là gặp nạn. Bắt được bóng trắng chưa? Muôn tàu, quân lính chúng ta bị gạt. Đó chỉ là một bộ quần áo trắng và khăn xanh mặc trên vách đá của khe núi. Trong nhà mộ có nhiều cơ quan bí mật, giết người rất nguy hiểm. Tần Võ Đế ngước nhìn ánh đuốc sáng trưng trên nóc nhà mộ thì hỏi Đỗ Dự: Người làm sao lên trên nóc nhà mộ? Lên đó có nguy hiểm lắm không? Muôn tàu, muốn lên nóc nhà mộ phải leo lên một cây cổ thụ, rồi quăng dây đầu có móc sắt bám vào khe núi đu dây quá. Sở dĩ thần làm như vậy vì sợ leo vách nhà mộ bị cảm bị hại. Ban đầu thần tính chỗ nóc nhà mộ vô, nào ngờ trên nóc nhà mộ có cửa ra vô. Tần Võ Đế thở dài:
Khó khăn vậy, chậm làm sao vô được. Buồn tàu, xin rước thánh thượng nghỉ tại lều gần đây, chờ quân lính phá xong nhà mộ, thần sẽ dẫn thánh thượng vô. Theo nhận xét của thần, tên già Khổng Minh sau khi cởi khăn áo đã rút vào trong nhà mộ. Hãy siết chặt vòng vây của nhà mộ. Làm thế nào? Khanh khám phá ra cửa nhà mộ trên nóc. Buồn tàu bệ hạ, đó là sự tình cờ. Thần và quân lính tới nóc nhà đang thất vọng, vì nóc nhà mộ xây bằng đá bằng phẳng, giúp vách núi sừng sững, không có một khe hở nào. Một tên lính nhìn ba phiến đá bằng phẳng nằm trên nóc nhà mộ, đổ hai găng tay. Phiến đá cũng đẹp nhưng không dính liền với nóc nhà. Hình như phía dưới mỗi phiến đều có cây cột chống đỡ hay móc dính vào một vật gì bên dưới. Tên lính cho đó là một cái nút cơ quan gì đó, nên cẩn thận bước một chân lên một phiến đá nhấn mạnh. Không ngờ tức thời có tiếng ken két nổi lên khắp nóc nhà mộ, và quân lính gieo hò có vẻ vui vẻ lắm. Hãy kể vặt ta cho chậm nghe. Muôn tàu, thật nhìn thấy lính chỉ những cái cửa sổ vừa mở trên nóc nhà mộ, nhưng cửa vừa một người chui lọt. Thần lý luận đã có cửa sổ phải có cửa chính. Thần phóng lên bước vô phiến đá thứ hai, quả nhiên cửa lớn mở ra. Cửa này có cầu thang hình chôn ốc xuống đáy nhà mộ. Phần khởi thần bước qua phiến đá thứ ba, thấy một cửa lớn nữa mở và một cầu thang thứ hai xuất hiện. Hai cửa này thần chưa cho ai xuống vì sợ bị hại, chỉ cho lính xuống các cửa bằng thanh dày, và người nào cũng thòng dưới ở bụng nhưng chưa thấy động tĩnh gì cả. Khánh hãy quan sát dưới nhà mộ. Thần quan sát thì chỉ thấy dấu chân như chân cóc khá lớn gì đó thôi. Bên cạnh dấu chân là xương người và thú cùng mùi tanh lợm giọng. Ở trên nhìn xuống, mắt nhìn rất hạn chế nên không thấy bọn lính xuống trước đâu cả. Hãy đưa thêm lính xuống xem, chứ chẳng lẽ cứ chờ mãi sao. Thần sẽ chiều ý thánh thượng, nhưng ngại thiệt hại sinh linh. Không phải ngại gì, cứ đưa thêm quân xuống nếu cần cho nổ tung nhà mộ. Đỗ Dự tuân lệnh vua trở lại nhà mộ với thêm nhiều quân lính nữa. Đoàn quân tăng cường vừa xuống nhà mộ thì có những tiếng kêu vang lên. Quái vật xuất hiện, nó nuốt tươi người ta. Ba quân lính tinh khí giới cầm tay sẵn sàng chiến đấu. Ai bị thương sẽ được kéo lên, ai còn mạnh chiến đấu. Vừa hô quân, Đỗ Dự vừa nhìn cảnh vật dưới hầm qua ô cửa sổ. Đỗ Dự nhìn thấy rõ một con cóc khổng lồ đang nhảy những bước thật dài và phun khói độc mù mịt. Con cóc đớp được một người lính nuốt chửng ngon lành. Người lính bị nuốt còn thò hai chân ra cố cựa nhưng không thoát. Đám lính còn lại chạy lấy dây thừng chờ kéo lên. Ba tên lính được kéo lên đầu tiên mặt mũi xám ngoét. Đỗ Dự dìu xuống tới gặp Tần Bỏ Đế. Những tên còn lại trên mái nhà mộ cũng vội di tản vì hơi độc đã bay tới cửa sổ. Các người thấy gì dưới nhà mộ? Buồn tàu, chúng con xuống nhà mộ thấy không khí ở đây lạnh lẽo ghê rợn lắm, nhưng chúng con không sợ đi sâu vào dưới nhà mộ. Thấy một cái cột cỡ bốn người ôm chưa dạt vòng. Nhìn kỹ trên cột thấy có những cửa tròn đóng kín. Chúng con chia nhau do dẫm tìm cách mở cửa nhưng tìm không ra. Chúng con đi lòng vòng nơi vách nhà mộ xem có nút cơ quan không, thì khám phá một đường hầm khá rộng hai người đi lọt. Chúng con định chui vào đường hầm thám hiểm, bỗng người thấy mùi tanh hôi từ đường hầm xông ra. Chúng con lùi lại thì nghe tiếng reo hò. Có phòng đẹp lắm nhưng khóa cửa, chúng con không định mở cửa mấy cái phòng trong vách hầm thì lại có tiếng la thất thanh. Quái thú xuất hiện. Chúng con đến chỗ có tiếng la thì thấy con cóc to bằng con trâu đang phun hơi độc. Chúng con vội chạy lại kéo dây bao động và chia nhau chiến đấu chống cóc, nhưng dao kiếm chém vào cóc như chém sắt bật cả ra. Mày sao? Mày cái gì? Mày sao Khổng Minh xuất hiện? Cái gì? Khổng Minh ở đâu mà xuất hiện? Buồn tàu, Khổng Minh xuất hiện võ nghệ cao cường đã đẩy lùi con cóc quái vật. Không tin xin thánh thượng hỏi hai anh này thì rõ. Có đúng vậy không? Buồn tàu đúng vậy. Đỗ Dự, người hãy mau xuống dưới hầm mộ.
Buồn tàu, thần sẽ xuống bằng cửa chính chắc an toàn. Mình sẽ tấn công nhà mổ bằng hai mặt nếu thần mở được cửa dưới đất. Thần tin lần này Khổng Minh hết đường chạy trốn. Đỗ Dự xá vua xong, phóng đi. Tần Vô Đế nhìn theo bóng Đỗ Dự lòng hoang mang vô cùng. Đỗ Dự vừa đi ra khỏi thì một toán lính tới quỷ tàu. Buồn tàu thánh thượng, Khổng Minh lại xuất hiện. Khổng Minh từ nhà mổ chui ra, đứng trên nóc nhà mổ tuyên bố: lần này ai vào nhà mổ bằng bất cứ đường nào cũng sẽ mang họa, và Khổng Minh không cứu nữa, mắc nạn giáng chịu. Tần Vô Đế xách gươm đi về phía nhà mổ, nhìn lên nóc nhà mổ thấy Khổng Minh mặc áo trắng chít gân xanh đang cầm quả lồng phe phè trên nóc nhà mổ, dáng điệu thật ung dung nhàn nhã. Hồi bốn. Tần Vô Đế đang bừng bừng khí thế tấn công, nhưng khi nhìn thấy Khổng Minh trên nóc nhà mổ thì bao nhiêu nhuệ khí tiêu tan đi hết. Đang lúc Tần Vô Đế hoang mang thì bỗng nhiên Khổng Minh phất tay áo, tức thì một vệt khói trắng bay tới giữa mặt Tần Vô Đế. Tần Vô Đế bị trúng làn khói trắng, ôm đầu ngã phịch xuống dưới đất. Các quan vội vã nâng Tần Vô Đế đưa về lều cấp cứu. Đỗ Dự hô xạ thủ bắn tên nhắm Khổng Minh bắn. Một làn tên cả mấy trăm chiếc nhắm vào Khổng Minh, nhưng lạ thay Khổng Minh chỉ khẽ phất tay áo một cái, tất cả tên rơi lả tả xuống dưới đất. Thấy cùng tên không làm được gì Khổng Minh, Đỗ Dự liền dùng khinh công vọt mình lên bên cạnh Khổng Minh và xả gươm chém. Như hiểu thẩm ý của Đỗ Dự, Khổng Minh đã vào lên ngọn cây trước khi Đỗ Dự đáp xuống mái nhà học. Đỗ Dự bị hụt đòn tức cành hông, không ngán nguy hiểm cũng vọt theo Khổng Minh luôn. Nhưng Đỗ Dự mới hạ xuống ngọn cây đã bị tạt đánh bốp vào cây vào mặt. Đỗ Dự loạng choạng lùi lại mấy bước, bước vào cành cây mục té xuống dưới đất. Nhưng nhờ khinh công khá, Đỗ Dự giữ được thăng bằng nhẹ nhàng xuống đất. Xuống tới đất lấy lại thăng bằng, Đỗ Dự toan phóng lên cây quyết sống mái với Khổng Minh. Nhưng một giọng nói vang lên: tên hậu sinh kia, ngươi phải biết mình và biết người. Khôn hồn ngươi hãy đưa vua ngươi hồi chiều, đừng có háo thắng mà no đòn. Ta tạm thời tha tội phạm thượng cho thầy trò ngươi một lần nữa. Ngược lại, ngươi không nghe lời ta thì hậu quả sẽ khôn lường đó. Ta đã cứu quân ngươi khỏi cốc thần, ta đã nhẹ tay với ngươi, không nên quá trớn. Các ngươi hãy nhớ kỹ, ta luôn giám sát các ngươi. Thôi, ta đi đây. Nói dứt lời, Khổng Minh phi thân buôn vút từ ngọn cây này qua ngọn cây khác. Đỗ Dự đứng dưới đất chỉ còn biết hậm hực. Là con người siêu phàm, sao Khổng Minh kiêu ngạo vậy? Ta không tin. Ngươi sẽ còn phải gặp ta xong đấu một phen. Ngươi có ngon mạng đổi mạng với ta. Sau một hồi hậm hực, Đỗ Dự ra lệnh cho quân lính tiếp tục khám phá nhà mổ, và nếu cần dùng thuốc nổ hủy diệt luôn nhà mổ. Ban hành lệnh cho quân lính xong, Đỗ Dự lùi thủi đến lều Tần Vô Đế. Tần Vô Đế nằm mê man trên sập ngự, chầu xung quanh có gia sùng, hoa hy và một số triều thần. Tần Vô Đế mặt nhắm chặt, miệng làm nhảm, đâu lâu lại ưỡn người lên hai tay chơi với, đưa về phía trước. Gia sùng bắt mạch cho Tần Vô Đế nói: thánh thượng bị trúng ngài mạnh, nhưng chỉ là ngài ngủ nên chẳng sao. Thánh thượng ngủ đến sáng tỉnh dậy thì khỏe thôi. Sở dĩ thánh thượng mê sảng là vì cơ thể suy kiệt, cơ thể suy nhược, thần kinh lại yếu. Vấn đề đáng lo ngại là thần kinh thánh thượng, tốt hơn hết là khuyên thánh thượng hồi chiều, chờ sức khỏe thánh thượng khá hãy tiếp tục cuộc thám hiểm. Huynh nói rất phải, nhưng bây giờ thánh thượng chưa thu lại lệnh tấn công nhà mổ, chúng ta phải tiếp tục. Đệ nhờ mấy huynh coi sóc thánh thượng dùm, để đến nhà mổ tiếp tục cuộc thám hiểm là tiến hành. Các bạn vừa xem phần một bí mật mộ Khổng Minh tiếp diễn như thế nào và huyền bí đến đâu, chúng ta hãy đón xem phần 2 để được sáng tỏ phần nào. Video xin khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt.